toàn dân Hokage, bắt đầu rút đến sông Kamui chương 406. Trên bầu trời, phóng thích sông, siêu thần lo, hồ điệp ngụm lớn thở dốc, trên trán che kín mồ hôi miệng một bộ rất cực lực bộ dáng. Nhãn lực tiêu hao quá lớn, thân thể của ta cũng sắp không chịu đựng nổi nữa Rinnegan áp lực. Hắn nhanh chóng trở lại, ngoại đạo ma tượng trên đỉnh đầu, hấp thụ sinh mệnh lực của nó, đồng thời nhìn xem cảnh vật chung quanh hài lòng gật đầu. Tiêu hao mặc dù lớn, nhưng uy lực cũng đồng dạng một khiến ta thất vọng. So với trước kia thần la thiên chinh, mặc dù phạm vi không có gia tăng, nhưng uy lực này đã triệt để khác biệt. Hắn nhìn lên trước mặt cách đó không xa trận trận khói bụi, che cản ánh mắt. Lần này tiểu tử kia phải chết. Hồ điệp trên mặt lộ ra nét mừng, hắn cho rằng mất đi hư hóa năng lực về sau, tô bạch tuyệt đối ngăn không được toàn lực của mình công kích. Chỉ bất quá hắn còn không có cao hứng quá lâu, một cái rách rưới gỗ quán tại khói bụi bên trong xuất hiện lộ ra bên trong thiếu niên áo quần lam lũ thiếu niên quần áo trên người cùng thương thế đều vô cùng thê thảm máu me be bét khắp người bất quá lại còn sống cái này khiến hồ điệp con ngươi đột nhiên rụt lại sau đó ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn mà tô bạch tại quan sát một chút hắn về sau trên mặt cũng lộ ra tiếu dung hắn đã là nỏ mạnh hết đà hai người đồng thời ở trong lòng nghĩ đến đều muốn nhân cơ hội giết chết đối phương câu bạch đã chuẩn bị kết ấn triệu hoán cửu vĩ đi ra thu hoạch chiến trường lúc này trên tường thành một phân thân thu hồi cười hì hì bộ dáng một mặt nghiêm túc xem ra bản thể xác thực không có bắt được cửu vĩ bất quá cũng không quan trọng nên ta đăng tràng. hắn nghĩ đến ánh mắt nhìn về phía bên người bạch nhãn nữ hài trên mặt một lần nữa lộ ra cười xấu xa dụng thanh âm cực thấp nói một câu nói A. À, Hạ Tình Tuyết nghe xong sững sờ, trên mặt lộ ra xoắn suýt chi sắc, nghiêm túc hỏi: "Ngươi nói là sự thật?" Hắc Hắc, đương nhiên. Ta lừa gạt ai cũng không nỡ lừa ngươi, A à Tình Tuyết. Một phân thân cười xấu xa. Hạ Tình Tuyết hơi đỏ mặt, mở miệng nói: "Ta, ta nghĩ một hồi." Hắc Hắc, ngươi nhưng tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng, A. À. Một phân thân cười nói: "Nói tiếp." Tình Tuyết, ngươi nhớ kỹ, đừng để ý ta bản thể cách nhìn hắn cái kia ngốc tử hơn phân nửa sẽ không đồng ý chuyện này quá trọng yếu hàng vạn hàng nghìn đừng để ta thất vọng một phân thân nói xong dùng nhãn lực đem hắn thời khắc này ký ức xóa đi sau đó một cái thuấn thân biến mất không thấy gì nữa lưu lại một mặt xoắn suýt hạ tình tuyết khi hắn lúc xuất hiện lần nữa đã nhanh muốn tiếp cận tô bạch cùng hồ điệp chiến trường lúc này tô bạch đã bắt đầu kết ấn nhưng mà hồ điệp càng là triệt để hắn trực tiếp đối tô bạch nâng tay phải lên tạm biệt tô bạch lão phu sẽ nhớ kỹ ngươi thần la thiên chinh oanh kinh khủng sức đẩy xuất hiện tô bạch lập tức từ bỏ kết ấn giờ phút này hắn đã không có hư hóa trước hết muốn tránh né công kích ngay tại hai tay của hắn vỗ định dùng một nhân phòng ngự lúc một tôn to lớn susano cự nhân xuất hiện tại hắn ngay phía trước susano là ai tô bạch kinh ngạc một chút ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt cự nhân. Giờ khắc này ở trước mắt hắn, đứng vững một tôn cao chừng ngàn mét màu xanh cự nhân. Màu xanh cự nhân hai tay hai chân tụ tại, là hoàn toàn thể tư thái. Chỉ bất quá cùng tô bạch gan hoàn toàn thể Susano không giống nhau, tôn này Susano tay không tất sắc, không có bất kỳ cái gì vũ khí. Bất quá sau lưng nó một đôi cánh chim mở ra, hiện lên phi hành tư thái. Quanh! Lúc này, hồ điệp thần la thiên chinh công đánh vào màu xanh cự trên thân người màu xanh cự nhân có chút lắc lư một cái sau đó giữ vững thân thể đồng thời một đạo ngã ngớn cần ăn đòn thanh âm truyền đến yêu đây không phải ta thân yêu bản thể sao làm sao mấy ngày không thấy như thế kéo là ngươi tô bạch nhìn trước mắt một phân thân đầu óc có chút chuyển không đến gia hỏa này lúc nào có được khổng lồ như vậy nhãn lực chặn lại hồ điệp thần la thiên chinh không nói còn mở ra liền ngay cả mình đều mở ra không được ca mui hoàn toàn thể susano tô bạch buông ra chắp tay trước ngực hai tay tán đi trong cơ thể ngưng tụ rác ra nghĩ không ra cái này một phân thân là làm sao làm được hắn khổng lồ như vậy nhãn lực từ đâu tới tô bạch trong lòng rõ ràng mở ra hoàn toàn thể susano cần vĩnh hằng mangekyo sharingan mới có thể làm đến bất quá cái này cũng không nghiêm cẩn trên lý luận chỉ cần nhãn lực đầy đủ, như vậy thì tính phổ thông Mangekyo Sharingan có thể làm được. Chỉ bất quá cái này cần to lớn nhãn lực, tối thiểu nhất hiện tại Tô Bạch làm không được. Hắn chỉ có thể sử dụng Rinnegan hoàn toàn thể Susano. Mà trước mắt cái này một phân thân. Hắn vậy mà làm được. Phân thân không có thể khôi phục trắc ra cùng nhãn lực, đây là thiết luật. Tô Bạch rất nghi hoặc, muốn không ra chính mình phân thân làm sao sẽ mạnh như vậy huynh đệ nói một chút ngươi làm sao làm được tô bạch hỏi giờ phút này hắn tâm tình không tệ cái này một phân thân giúp mình đại ân nguyên bản hắn định dùng cửu vĩ cùng tiểu các tổ hợp thành tiên pháp giả thú chi nạn đến cùng hồ điệp phân ra thắng bại hắn ngay cả danh tự đều nghĩ kỹ liền đợi đến cho hồ điệp một cái kinh hỷ nhưng bây giờ không nghĩ tới lại bị phân thân của mình cho kinh hỷ gia hỏa này có đại bí mật a Tô Bạch nhìn xem một phân thân mỉm cười, rất hòa thuận. Một phân thân nhẹ hừ một tiếng, ngang cái đầu, một bộ rất cao ngạo bộ dáng, Tô Bạch thấy thế nào đều cảm thấy hắn rất cần ăn đòn. Nói nhảm không nói trước, chờ ta giải quyết hồ điệp sẽ chậm chậm chuyện vãn đi. Một phân thân rất nhẹ nhàng nói, phản phất trước mắt hồ điệp là ven đường A Miu A Cẩu, hắn một cước liền có thể đá chết giống như. Những lời này để Tô Bạch cùng hồ điệp đều đúng tâm hắn sinh bất mãn. Cái này phân thân. Tự hồ rất thiếu A. À. Hồ Điệp cùng Tô Bạch đồng thời nghĩ đến, cả hai liếc nhau, rất có ăn ý nhìn ra tâm tư của đối phương. Hồ Điệp lạnh hừ một tiếng, ánh mắt nhìn chầm chầm một phân thân. Cùng vọng, liền ngay cả bản thể của ngươi đều không phải là đối thủ của Lão Phu, ngươi một cái trên phân thân đến tìm cái chết. Muốn chết. Một phân thân ha ha, cười một tiếng. Hồ Điệp. Ngươi một cái thanh diệp nham chó săn còn dám tại lão tử trước mặt làm càng? Ngươi chủ nhân bản thể tới ta đều không sợ. Một phân thân ngữ khí cùng ngạo để tô bạch kém chút che mặt. Gia hỏa này thật đúng là dám nói a. À. Thanh diệp nham mạnh bao nhiêu tô bạch thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Nếu như bản thể của hắn hiện tại vượt giới mà đến như vậy tuyệt đối không có người có thể ngăn trở. Một phân thân xem thường để hồ điệp mặt lúc xanh lúc tím rất khó coi hắn nhìn về phía tô bạch nói ra tô bạch các loại lão phu giải quyết ngươi cổ này phân thân lại đến cùng ngươi tốt nhất chiến đấu ngươi đang nằm mơ một phân thân mặc dù để tô bạch khó chịu nhưng hắn cũng sẽ không cho hồ điệp cơ hội nhưng mà một phân thân lại không làm bản thể ngươi đừng nhúng tay gia hỏa này giao cho ta là được rồi ân tô bạch nhìn xem không nghe lời phân thân nói ra huynh đệ đừng sống ổn định ngươi xem thường hồ điệp ăn thiệt thòi vẫn là giải tán để cho ta tới a à? giải tán một phân thân lắc đầu đừng nói giỡn ta hiện tại nhãn lực cường đại như vậy không hảo hảo chiến đấu một trận ngứa tay khó làm a à? bản thể ngươi đi về nghỉ ngơi đi nơi này yên tâm giao cho ta một phân thân thái độ rất cố chấp cái này khiến tô bạch đau đầu được rồi trước khôi phục một chút cũng tốt tô bạch lắc đầu hai cái lấp lóe rời đi chiến trường nơi này phát sinh một màn để hết thảy mọi người cùng thú đều mộng đây là làm cái gì làm sao tô bạch lưu lại một cái phân thân đi chẳng lẽ hắn đã cuồng vọng đến cho rằng chỉ dựa vào một cái phân thân liền có thể đánh bại hồ điệp trình độ trước mắt một phân thân hoàn toàn thể susano mặc dù dọa người nhưng mọi người cùng ma thú đã từng gặp qua trước đó tô bạch bản thể vậy cũng đồng dạng là hoàn toàn thể susano bản thể năng lực cũng đỡ không nổi hồ điệp phân thân có thể làm được đám người nghi hoặc không hiểu trên tường thành làm tô bạch khi trở về đông đảo thiên tài lập tức xông tới tô bạch hiện tại đây là có chuyện gì ta nào biết được tô bạch bất đắc dĩ ta đều rời đi đã nhiều ngày trời mới biết cái này phân thân làm sao biến dị nói xong hắn ánh mắt nhìn về phía né tránh giấu ở hạ tình tuyết phía sau cái nào đó thiếu nữ sắc mặt có chút khó coi mặc dù tại mang tô tiểu tiểu đến u thành cái kia một phân thân giải tán lúc hắn cũng biết muội muội đã tới nhưng tận mắt thấy vẫn còn có chút ôn nộ nơi này nguy hiểm như vậy tô tiểu tiểu một cái trung nhẫn đến xem náo nhiệt gì nghĩ đến hắn vừa định quát chói tai trăng dậy tô tiểu tiểu cái sau chủ động ngoan ngoãn đứng ra tô tiểu tiểu ôm lấy cánh tay của hắn trên mặt lộ ra một bộ vô cùng đáng thương biểu lộ ca ta sai rồi bất quá người ta cũng là lo lắng ngươi, muốn cho ngươi ủng hộ mà. Tô tiểu tiểu trừng mắt một đôi, vô tội, mắt to, bên trong còn có thể nhìn thấy lệ quan, bộ dáng rất bỉ khuất. Cái này khiến tô bạch nhất lên tay làm sao rơi không đi xuống, cuối cùng trùng điệp hừ một tiếng. Chờ về đi ta lại thu thập ngươi. Thừa dịp một phân thân cùng hồ điệp giằng co, tô bạch xuất ra một viên cấp bê thần thụ trái cây nuốt vào, khôi phục trạng thái. Hồ điệp rất mạnh, lại xuất hiện sau trác ra lượng cùng nhãn lực đều có rất lớn cải biến, cùng hắn chiến đấu Tô Bạch cũng có thể cảm nhận được áp lực. Đem hồ điệp đánh lui hoặc là đánh bại hắn có nắm chắc, nhưng nếu là đánh giết liền khó khăn. Dù sao hồ điệp một khi cảm thấy đánh không lại khẳng định sẽ chạy, đến lúc đó Tô Bạch nhưng không có nắm chắc lưu lại hắn. Cho nên hắn mới đưa cửu vĩ cùng Super Địa Bột Thiên Tinh, hai cái này cường lực ác chủ bài đặt ở cuối cùng. Muốn tại thời khắc mấu chốt cho hồ điệp đến một cái hung ác, để hắn chết không có chỗ chôn tô bạch nhìn phía xa một phân thân trong lòng cũng có chút chờ mong ca mui hoàn toàn thể susano không biết sẽ mạnh bao nhiêu trung tâm chiến trường một phân thân một mặt cao ngạo nhìn xem hồ điệp nghỉ ngơi đủ chưa không đủ ta cho phép ngươi trở về ngủ một giấc lại đến đánh bại một cái không tại trạng thái đối thủ cũng không có gì cảm giác thành tựu ngươi nói cái gì hồ điệp giận dữ người cái tên này so tô bạch còn muốn đáng giận hắn nhất thiếu còn không dám xem thường lão phu ngươi một cái phân thân dựa vào cái gì dựa vào cái gì một phân thân hừ hừ cười lạnh trong mắt đại nhãn lực đựng dưới chân hắn hoàn toàn thể susano phía sau cánh chim chấn động trong chớp mắt xuất hiện tại hồ điệp trước mặt chỉ bằng lão tử Camui susano oanh màu xanh susano cự trong tay người đột ngột xuất hiện một thanh trường kiếm đối ngoại đạo ma tượng đầu lâu hung hăng đánh xuống tốc độ nó cực nhanh để hồ điệp né tránh không kịp chỉ có thể bằng vào Rinnegan nhãn thuật phòng ngự thần la thiên chinh Oanh một cổ đáng sợ sức đẩy xuất hiện trong nháy mắt cùng Susano cự người trường kiếm trong tay tiếp xúc nhưng mà vừa vừa mới tiếp xúc hồ điệp cùng trên tường thành tô bạch đồng thời biến sắc hư hóa tô bạch chợt trừng lớn mắt trên mặt lộ ra không thể tin biểu lộ thắng thế mà đem hư hóa năng lực dùng tại susano phía trên ông ông trường kiếm cực tốc rơi xuống ngoại đạo ma tượng giơ cánh tay lên đón đỡ nhưng mà không có nửa điểm tác dụng Camu susano cự người trường kiếm trong tay đem ngoại đạo ma tượng cánh tay cái khác không gian vặn vẹo trong chớp mắt chém rụng hồ điệp thấy thế không ổn lập tức thoát đi ngoại đạo ma tượng đỉnh đầu một phân thân khống chế susano cự nhân đem ngoại đạo ma tượng đầu cũng vặn rơi mất Mười phần hung tàn. Không thể tưởng tượng nổi. Trên tường thành Tô Bạch nói nhỏ, đây chính là hoàn toàn thể Susano đáng sợ A. À? Vậy mà có thể đồng thời có được vạn vẹo không gian cùng hư hóa năng lực. Cái này ai chịu nổi? Giờ phút này, Tô Bạch ở trong lòng cân nhắc một cái. Nếu như mình toàn lực xuất thủ, chỉ sợ cũng không phải cái này một phân thân đối thủ. Hư hóa có cỡ nào biến thái hắn cái này giác tỉnh giả rõ ràng nhất, đó là vô giải năng lực chỉ bất quá hắn chỉ có thể mình sử dụng cũng không thể đem năng lực này tác dụng đến ngoại giới nhưng bây giờ một phân thân vậy mà để lớn như vậy một bộ hoàn toàn thể susano đều có được hư hóa năng lực cái này cần cỡ nào kinh người nhãn lực mới có thể làm đến hắn mấy ngày ngắn ngủi thời gian ở nơi nào lấy được những này nhãn lực nghĩ đến tô bạch quay đầu nhìn về phía bên người bạch nhãn nữ hài cổ này một phân thân là hắn lúc trước đi mão chi giới lúc chuyên môn lưu lại bảo hộ hạ tình tuyết tình tuyết những ngày này đến cùng xảy ra chuyện gì hạ tình tuyết giờ phút này không quan tâm không biết đang suy nghĩ gì nàng nghe được tô bạch đặt câu hỏi lập tức trở về thần a à, cái kia là như vậy nàng biết tô bạch đang hỏi cái gì lập tức dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm đem thiên sinh nhãn sự tình cùng hắn đơn giản nói một lần tô bạch nghe xong rất kinh ngạc nói như vậy nhà ngươi thiên sinh nhãn vậy mà có thể cho ngoại nhân cung cấp nhãn lực nhãn lực cũng không phải là càng nhiều càng tốt nơi phát ra cũng rất trọng yếu tốt nhất đương nhiên là mình người thân ở giữa kém một chút nhưng cũng không có vấn đề lớn có thể sử dụng tiếp theo mới là người ngoài hấp thu ngoại nhân nhãn lực không chỉ có không thể tăng lên mình nhãn lực tổng lượng còn sẽ hỏng việc cả hai căn bản là không có cách kim dung mà bây giờ hạ gia cự hình thiên sinh nhãn vậy mà có thể cung cấp cho mình lấy mãi không hết nhãn lực cái này khiến tô bạch tâm tư không tự chủ được linh hoạt bắt đầu nếu như ta có thể được đến vật này cự hình thiên sinh nhãn quá trân quý bên trong ẩn chứa to lớn nhãn lực chính là tô bạch hiện tại nhất thiếu hụt nhãn lực quá trọng yếu nếu như ta giống như một phân thân tại ngắn hạn thu hoạch được to lớn nhãn lực vậy đối thực lực tăng lên quá lớn Mặc dù những này nhãn lực cũng không phải mình sinh ra, Tô Bạch cảm thấy khả năng không có cách nào bảo tồn, dùng một điểm ít một chút. Nhưng y nguyên rất trân quý. Đây chính là có thể để thực lực của mình trong thời gian ngắn to lớn cải biến lực lượng a. Tô Bạch ánh mắt lấp lóe, Hạ Tình Tuyết thấy thế có chút trầm ngâm, đột nhiên mở miệng hỏi. "Tô Bạch, cổ lực lượng này đối ngươi thật rất trọng yếu a." Đương nhiên, Tô Bạch không lưỡng lự, lập tức khẳng định bất quá hắn nói xong đột nhiên nhớ tới hạ gia vì cái viên kia cự hình thiên sinh nhãn bỏ ra vô số tộc mạng sống con người trong nháy mắt cải biến chủ ý hắn khẽ lắc đầu muốn chuyện này để làm gì cuối cùng không phải là lực lượng của mình hắn nói xong ánh mắt tiếp tục xem hướng chiến trường hạ tình tuyết thầm nghĩ trong lòng dạng này a à. ta hiểu được ta sẽ không để cho ngươi thất vọng nàng lắc lắc đầu làm cái chật vật quyết định trên chiến trường hồ điệp một lần nữa khống chế ngoại đạo ma tượng ngoại đạo ma tượng sinh mệnh lực rất ương ngạnh nó bị một phân thân gọt đi đầu sau y nguyên rất nhanh khôi phục mà nó lưu tại ca mui trong không gian trước đầu trong nháy mắt hóa thành trác ra biến mất không thấy gì nữa điểm này tô bạch chú ý tới một phân thân động tác đã có chút trở nên chậm hắn nhãn lực tiêu hao rất nhanh bất quá dạng này cũng đúng hắn không có trác ra chèo chống toàn bộ nhờ nhãn lực tại cùng hồ điệp chiến đấu có thể làm đến bước này đã rất mạnh mẽ trên tường thành tô bạch phân tích hồ điệp cùng một phân thân phần thắng sau một lát đạt được một cái kết luận nếu như hồ điệp không có thủ đoạn khác như vậy hắn không phải là đối thủ của một phân thân tô bạch nhìn xem bị một phân thân giống đuổi chó khắp nơi truy hồ điệp trên mặt tươi cười một phân thân nếu như có thể giải quyết cái này đối thủ cường đại cái kia cũng không tệ hắn ngược lại dùng ít sức trên chiến trường có được hư hóa năng lực Camui hoàn toàn thể Susano tựa như một cái bung, để hồ điệp thúc thủ vô sách Đáng chết, đáng chết. Hồ điệp điên cùng chạy trốn, trong lòng khẩn trương. Cái này phân thân làm sao so tô bạch còn khó đối phó. Chẳng lẽ lão phu ác chủ bài phải dùng ở trên người hắn? Oanh! Hồ điệp vừa vừa xuất thần, một phân thân khống chế lấy cao chừng ngàn mét Susano cự nhân hung hăng công kích. Hắn một kiếm kém điểm chính xác hồ điệp, triệt để kết thúc trận chiến đấu này bất quá ngoại đạo ma tượng cũng không phải ăn chay công kích của nó rất mạnh coi như hoàn toàn thể susano đối mặt loại công kích này cũng muốn tránh né mà điều này cũng làm cho hồ điệp trốn qua một kiếp trong lòng kinh sợ hồ điệp ngươi trốn không thoát một phân thân hét lớn cực tốc đuổi theo hồ điệp nâng tay phải lên nhưng lại rất mau thả hạ mẹ này làm sao đánh hồ điệp trong lòng nén giận cảm giác rất biệt khuất. Trước mắt hắn Susano công kích có thể vặn vẹo không gian, phòng ngự có được hư hóa, cái này khiến Hồ Điệp cảm thấy đơn giản liền là vô giải tồn tại. Không được, không thể chờ. Hồ Điệp ánh mắt quyết tâm, hai tay vù vù kết ấn. Không có biện pháp, liền dùng một chiêu này a. À. Thông linh chi thuật. Phanh phanh phanh. Liên tiếp khói trắng xuất hiện, khoảng chừng mấy chục đoàn. Khói trắng tán đi về sau, Tất cả mọi người đều kinh hãi. Đó là Cách đó không xa nguyên bản rất hưng phấn đặng dung Sắc mặt lập tức chìm xuống dưới Hắn chỉ gặp hồ điệp trước mặt đột ngột xuất hiện hơn 50 đầu hình thể ma thú to lớn Những ma thú kia trên thân thể cắm mấy cây hắc bổng Bọn chúng mặc dù có thể hoạt động Nhưng một bộ âm u đầy tử khí dáng vẻ Rất không hài hòa Thông linh thú trát ra hắc bổng một phân thân nhìn trước mắt những này hồ điệp dùng Rinnegan năng lực chế tác tử vật, sắc mặt khó coi. Hắn mặc dù có thể sử dụng xong toàn thể Susanoo tác chiến, nhưng hắn trát ra lượng quá ít, không có chút nào có thể chia sẻ nhãn lực áp lực. Nếu như một chọi một, hắn có nắm chắc đánh bại hoặc giết chết hồ điệp. Nhưng nếu như kéo bè kéo lũ đánh nhau, đây chính là nhược điểm của hắn. Mặc kệ, có thể giết vài đầu là vài đầu. Một phân thân ánh mắt ngưng tụ đón nhận những cái kia cấp s ma thú trống 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 từng đầu cấp s ma thú phát ra rung trời tiếng trống không sợ chết công kích một phân thân Susanoo cự nhân bọn chúng thời khắc này trạng thái sau khi còn sống còn cường đại hơn các loại uy lực kinh khủng nhẫn thuật lần lượt quanh đến để một phân thân căn bản không có cơ hội thoát ly ca không gian phiền phức đồ vật một phân thân ánh mắt tụ tập một đầu rắn loài ma thú nhãn lực lập tức tiêu hao ca Mui ông ông từ một phân thân dùng ra ca Mui phát động tốc độ thật nhanh cơ hồ trong nháy mắt liền vặn rơi mất ma thú đầu một màn này để trên tường thành tô bạch càng thêm vững tin mình âm thuộc tính cao về sau ca Mui còn biết lại trưởng thành không sai biệt lắm trên tường thành tô bạch nhìn xem một phân thân động tác càng ngày càng chậm mở miệng huynh đệ ngươi đã có thể còn lại giao cho ta a à? đáng giận ta còn muốn tái chiến đấu một hồi a à. xa trên chiến trường một phân thân gầm thét đừng lãng nhanh giải tán đi có thể tô bạch nói xong một cái thuấn thân đi vào chiến trường ngăn cản một phân thân một phân thân thấy thế không cam lòng nói ra ta còn có ước chừng một phần mười nhãn lực sử dụng hết liền giải tán ân ừ. gặp một phân thân càng ngày càng quá phận tô bạch nhíu mày ngươi cái tên này là muốn bị ta vĩnh cửu giam lại vĩnh cửu cấm đoán một phân thân nghe xong rùng mình một cái ngay cả vội mở miệng đừng bản thể ngươi đừng sinh khí, ta đùa giỡn ngươi nhưng tuyệt đối đừng làm như vậy a à. dễ nói chỉ cần ngươi nghe lời là được tô bạch cười nói một phân thân đạt được cam đoan thở dài một hơi vậy ta trở về còn lại liền giao cho ngươi hắn nói xong lập tức giải tán một phân thân giải tán về sau Côn này ca môi hoàn toàn thể Susanoo phát ra gầm lên giận dữ, sau đó bắt đầu thoái hóa. Nó chậm rãi biến thấp. Đầu tiên là hai chân biến mất, lại là trên người khôi giáp không thấy, lộ ra bên trong kinh mạch cùng cơ bắp. Sau đó từng chút từng chút biến thành hình thái thứ hai, hình thái thứ nhất. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Nó biến mất về sau, Hồ Điệp thở dài một hơi. Ân. Chuyện gì xảy ra? hắn đột nhiên trông thấy Tô Bạch biểu lộ trở nên rất khó coi. Tiểu tử này thế nào? Chẳng lẽ xảy ra vấn đề? Hồ Điệp nhãn tình sáng lên. Siêu việt bản thể thực lực phân thân hắn còn là lần đầu tiên gặp, hắn cho rằng loại này tăng lên khẳng định sẽ có không tưởng tượng nổi to lớn tác dụng phụ. Ha ha Tô Bạch, ngươi cũng có hôm nay. Hồ Điệp cười to, trong lòng thư sướng vô cùng. Trên tường thành, mọi người thấy đắc ý hồ điệp cùng sắc mặt không hiểu thấu khó coi tô bạch toàn đều nơm nớp lo sợ trong lòng lo lắng vô cùng bọn hắn cùng hồ điệp ý nghĩ không sai biệt lắm cũng cho rằng tô bạch xảy ra vấn đề tô bạch hắn hạ tình tuyết nhìn xem thiếu niên mặt đen sắc mặt kỳ quái hắn làm sao một bộ người khác thiếu tiền hắn dáng vẻ a à? nàng thân là tô bạch bạn gái tự nhiên hiểu rất rõ hắn đám người nghe xong có chút choáng váng nợ tiền cái này đều cái gì cùng cái gì a à? giờ phút này tô bạch sắc mặt âm trầm đều có thể chảy nước hắn nhìn trước mắt lóe lên nhắc nhở bên tai không tự chủ được vang lên một phân thân biến mất trước đã nói một phần mười nhãn lực cái này đáng chết bại gia tử a à? tô bạch nhìn trước mắt nhắc nhở trong lòng đang rỉ máu ngươi âm thuộc tính tăng lên hai nghìn điểm kinh nghiệm tốt rất tốt hắn cắn răng nói một mình ưa thích sống đúng không? Ta để ngươi về sau rốt cuộc sống không thành. Giờ phút này, hắn đã quyết định đem bại gia một phân thân vĩnh cửu giam lại. Tô Bạch không nghĩ tới, một phân thân cũng không nghĩ tới, cự hình thiên sinh nhãn cung cấp nhãn lực vậy mà nghịch thiên đến loại tình trạng này. Nó vậy mà có thể trực tiếp xem như mình nhãn lực sử dụng. Điều này đại biểu cái gì Tô Bạch rất rõ ràng, cự hình thiên sinh nhãn liền là một cái cự đại thần thụ trái cây A. Một phân thân giải tán về sau, lúc trước hắn đi theo Hạ Tình Tuyết đi hạ gia ký ức cũng trở về về Tô Bạch bản thể. Tô Bạch đã biết, lúc ấy Hạ Tình Tuyết hấp thu cự hình thiên sinh nhãn bên trong trác ra không có ý nghĩa, rất thiếu rất thiếu. Ai? Nghĩ tới đây, Tô Bạch thở dài một tiếng. Đáng tiếc đây là Tình Tuyết nhà đồ vật, hạ thúc thúc đem nó nhìn so mạng của mình đều nặng a. À. Đồ vật tuy tốt, nhưng hắn nhưng không có mở miệng, dũng khí theo Hồ Điệp cùng Tô Bạch chiến đấu tiến vào cao trào, càng ngày càng nhiều người đã mất đi lòng tin. Bọn hắn nhìn qua trên chiến trường cái kia hơn 50 đầu hình thể khổng lồ cấp S ma thú, tuyệt vọng. Một vị U thành thượng nhẫn ninh gia cường giả bi thương nói, nhiều như vậy cấp S ma thú. Chúng ta thủ không được A. À. Thủ không được cũng muốn thủ. Đồng bạn của hắn sắc mặt dữ tợn, đã làm tốt chiến tử chuẩn bị. Không thể để cho những ma thú này tiếp cận căn cứ thành phố kết giới, không phải sớm muộn cũng sẽ bị công phá. U thành căn cứ thành phố tường thành bên ngoài có được một tầng tứ xích dương trận, lực phòng ngự rất mạnh, đủ để ngăn chặn cấp ép ma thú công kích. Chỉ bất quá kết giới này có thể tiếp nhận công kích có hạn mức cao nhất. Nếu như tiếp tục bị cấp ép ma thú liên thủ công kích, như vậy tuyệt đối ngăn không được. Điểm này tất cả mọi người đều biết, cũng chính vì vậy mới có thể cảm giác được tuyệt vọng. Một đầu cấp ép ma thú liền đã đủ đáng sợ mà bây giờ lại có hơn 50 đầu, thế thì còn đánh như thế nào. Đặng Dung cùng Trang Tề, Lưu Hạo ba vị phó viện trưởng nhìn xem chiến trường, mặt sắc mặt ngưng trọng. Tại đối diện bọn họ, ngân không than nhẹ một tiếng. Đặng Dung a, xem ra nhân loại các ngươi bại. Câu bạch có thể ngăn cản hồ điệp cũng không tệ rồi, những ma thú này hắn căn bản không rảnh quan tâm chuyện khác. Đây quả thật là. Đặng Dung gật đầu, không có xính miệng lưỡi chi tranh hắn cũng cho rằng ngân khôn nói đúng từ trước mắt chiến đấu nhìn trừ phi tô bạch lại một lần nữa mở ra cài này tôn thần bí màu xanh susano không phải hắn có thể hay không đánh bại hồ điệp vẫn là ẩn số thật sự là tân sinh hồ điệp thực lực thật là đáng sợ đã không tại người bình thường phạm vi bên trong ngân không nhìn phía xa tô bạch ngữ khí cô đơn mặc dù bản vương rất chán ghét hắn muốn đáp lại trước thù nhưng lúc này bản vương cũng hy vọng hắn có thể thắng a tối thiểu nhất hắn không giống hồ điệp điên cuồng như vậy muốn diệt tuyệt chúng ta cái thế giới này tất cả trắc ra sinh mạng thể a hồ điệp vì cái gì phát động trận chiến tranh này là một đầu ma thú cấp cao liền biết bọn chúng rất mâu thuẫn làm như vậy ma thú cùng nhân loại là thù truyền kiếp không sai nhưng song phương cao tầng lại chưa từng có nghĩ tới triệt để tiêu diệt một cái khác phương làm như vậy không nói trước không thực tế cũng làm không được liền nói ma thú đem nhân loại xem như khẩu phần lương thực nhân loại cũng tương tự cần ma thú thi thể đến trưởng thành A. Điểm này song phương đều rất có tăng ý. Ma thú muốn nuôi nhốt nhân loại, nhân loại sao lại không phải nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ thanh diệp nham xuất hiện phá vỡ cái này cân bằng. Hắn mưu đồ quá điên cuồng, đem tất cả có được trắc ra sinh mạng thể đều tính tiến vào, cái này khiến các ma thú cũng không có lòng vì hắn chinh chiến. Chỉ bất quá bọn chúng không dám phản kháng liền ngay cả bọn chúng nhất tộc đầu lĩnh đều bị hồ điệp cùng ám ảnh tượng làm thành công cụ bọn chúng thì càng không có can đảm đối kháng căn cứ thành phố trên tường thành lưu thủ đám người mỗi một cái đều bi thương vô cùng yên lặng chờ lấy kết giới bị công phá một khắc này qua long lăng y y mấy vị cửu châu học phủ tân sinh thiên tài nắm đấm nắm chặt cảm xúc kích động ta có cái đề nghị qua long nói ra mọi người cùng nhau ra khỏi thành chiến đấu đi dù sao lưu tại nơi này cũng là chờ chết bất quá là vấn đề thời gian thôi. Qua lòng ngươi nói đúng. Lăng y y hô to, cảm xúc rất kích động. Chúng ta đã không phải là vừa mới nhập học lúc nhìn thấy ma thú liền sợ hãi thái điểu, trận chiến tranh này chúng ta cũng có thể cống hiến một phần lực lượng. Dung động thiên tài chương đông gật đầu, đồng ý hai người đề nghị. Những người khác cũng đều không khác mấy, không muốn chờ chết ở đây. Qua Long ánh mắt vòng qua đám người, cuối cùng đứng tại dương liễu trên thân. Dương Liễu, ý của ngươi thế nào? Thực lực của ngươi không thể so với ta yếu, đối phó nhỏ yếu cấp C ma thú cũng không có vấn đề. Hắn tiếng nói vừa ra, đám người lập tức ném đi ánh mắt. Dương Liễu tự ở trên tường thành, bộ dáng rất bất đắc dĩ. Qua Long, ngươi cũng nói ta chỉ có thể đối phó cấp C ma thú, thực lực này tại loại này đại quy mô hỗn chiến bên trong hữu dụng a. Hắn chỉ vào dưới tường thành các ma thú, nói tiếp. Các ngươi nhìn trong này một đầu cấp C ma thú đều không có, yếu nhất đều là cấp B, chúng ta loại thực lực này đi cùng chịu chất khác nhau ở chỗ nào? Hắn nói xong, đám người nhìn về phía dưới tường thành cái kia từng đầu hình thể ma thú to lớn, đều trầm mặt. Dương Liễu thấy thế còn nói thêm, yên tâm đi, ta muốn viện trưởng bọn hắn khẳng định còn có hậu thủ chuẩn bị, sẽ không để cho máu mới đều chảy khô. Chuẩn bị ở sau chuẩn bị. Qua Long hỏi, đều loại này lúc, còn có thể có cái gì chuẩn bị? Có a. À. Dương Liễu lười biến nói, tỉ như lui giữ bí cảnh loại hình, cũng chưa chắc không thể bảo tồn một chút hạt giống. Lam Tinh bên trên bí cảnh Đông đảo, với lại rất nhiều bí cảnh diện tích cũng không nhỏ, hoàn cảnh thích hợp nhân loại sinh tồn. Chỉ bất quá đó là tại không có ngoại giới nhân tố quấy nhiễu tình huống dưới. Bí cảnh bên trong ma thú càng nhiều, cũng mà còn có nhìn thấy sinh mạng thể liền điên cuồng công kích vĩ thú, luận mức độ nguy hiểm không thể so với dưới mắt căn cứ thành phố nhỏ nhiều thiếu bất quá nơi đó có chỗ tốt cái kia liền không có điên cùng hồ điệp sẽ không bị đặc biệt nhằm vào đám người nghe xong không nói gì thêm những này lợi và hại bọn hắn trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt lui giữ bí cảnh là không có biện pháp biện pháp dương liễu thấy mọi người cảm xúc không cao cười an ủi yên tâm đi tình huống hiện tại còn không có như thế hỏng bét hắn nói xong ánh mắt nhìn về phương xa nhìn về phía tiểu cáp trên đỉnh đầu tô bạch hiện tại tô bạch còn không có bại đâu chúng ta phải tin tưởng hắn, hắn sẽ giải quyết cuộc chiến tranh này. Tin tưởng Tô Bạch Đám người nghe xong gật đầu, trong mắt một lần nữa lộ ra hy vọng chi sắc, cũng nhìn về phía tường thành bên ngoài. Trên chiến trường Tô Bạch nhìn trước mắt mấy chục con cấp S ma thú, còn có bọn chúng phía sau đứng tại ngoại đạo ma tượng trên đỉnh đầu hồ điệp, sắc mặt bình tĩnh. Không sai biệt lắm, tìm một cơ hội thi triển super địa bột thiên tinh A. Hắn nhìn chung quanh một chút, giờ phút này trên chiến trường còn có đông đảo ma thú cùng nhân loại đang chiến đấu số lượng rất khổng lồ cái phạm vi này chỉ sợ không được a à. tô bạch có chút đau đầu super địa bột thiên tinh uy lực quá mạnh hắn không dám hứa chắc thuật này vừa ra sẽ có bao nhiêu người vì vậy mà chết nghĩ tới đây hắn một cái thuấn thân biến mất hồ điệp thấy thế lập tức đuổi theo muốn chạy Hồ Điệp khống chế hơn 50 đầu cấp S ma thú cùng ngoại đạo ma tượng cùng sau lưng Tô Bạch, tốc độ cực nhanh. Tô Bạch không để ý đến hắn, mà là đi tới triệu hoành hiên mấy người trước mặt, cấp tốc nói ra. Viện trưởng, thông tri tất cả mọi người rút về căn cứ thành phố, đồng thời toàn lực gia tăng tường thành kết giới lực phòng ngự. Vì cái gì làm như vậy? Triệu Hoành Hiên không hiểu. Tô Bạch lắc đầu, một thời gian giải thích, ngươi nhanh làm theo A. À. Hắn nói xong, quay người đón nhận đuổi theo hồ điệp. Triệu Hoành Hiên hơi sững sờ, trong lòng kinh ngạc. Chẳng lẽ Tô Bạch đã không có lòng tin đối mặt hồ điệp. Cũng đúng, hiện tại hồ điệp quá mạnh a. À. Hắn thở dài một tiếng, biểu lộ cô đơn, đối còn lại 5 cái cấp S cường giả nói ra, theo hắn làm a. À. Ai? Năm tên cấp S cường giả nhau nhau thở dài, lập tức đã mất đi lòng tin. Đường Trạch vung tay lên, Mấy tên trấn thủ giả công hội Tinh Anh Thượng Nhẫn Ninja lập tức xuất hiện. Thông tri tất cả mọi người dùng tốc độ nhanh nhất hướng căn cứ thành phố rút lui. Vâng. Mấy tên Tinh Anh Thượng Nhẫn Ninja cấp tốc biến mất. Sau một lát, chiến trường các nơi trên bầu trời nhao nhao xuất hiện rút lui tín hiệu, còn đang chiến đấu các ninja lập tức thoát ly chiến trường. Oanh. Câu Bạch hiện lên một con trâu loại cấp S ma thú công kích, trong tay xuất hiện một đoàn lôi quang lôi quang sau khi xuất hiện cấp tốc thay đổi hình dạng, hình thành một đạo dài nhỏ lam cột sáng màu trắng, đem trâu loài ma thú đầu xuyên thủng. Chính là lực xuyên thấu kinh người Chidori Eiso. Nhưng mà hồ điệp thấy thế lại cười ha ha. Tô bạch, vô dụng. Như ngươi loại này tiểu thủ đoạn căn bản giết không được những ma thú này, bọn chúng nhưng không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Không có nhược điểm. Tô Bạch lợi dụng tiểu các tốc độ tránh né. Giờ phút này thời gian đã qua rất lâu, đại bộ phận ninja đã rút lui. Hồ Điệp, ta biết những ma thú này đều là tử vật, đơn giản vết thương trí mạng đối với bọn chúng đến nói không có ảnh hưởng. Ngươi biết có làm được cái gì? Hồ Điệp ngữ khí rất khinh miệt, tự hồ tại nhắc nhở. Trừ phi ngươi có thể đưa nó trong nháy mắt đánh thành bụi, không phải ta dưới chân ngoại đạo ma tượng sẽ liên tục không ngừng cho chúng nó cung cấp rác ra a. Ngoại đạo ma tượng sinh mệnh lực rất mạnh, Giờ phút này Tô Bạch cũng không biết hồ điệp làm sao làm Để nó có được đại lượng trát ra Hắn cảm thấy hẳn là thôn vệ vĩ thú loại hình Chỉ là không có đạt được nghiệm chứng Trên chiến trường hơn 50 đầu đã chết đi cấp ép các ma thú Sở dĩ có thể như là bình thường ma thú chiến đấu Vậy cũng là trát ra hắc bổng công lao Những này Tô Bạch minh bạch Trinegan cùng âm dương độn đều có thể chế tạo trát ra hắc bổng Mà hắc bổng lại có tiếp thu trát ra năng lực Những này Tô Bạch cũng biết giờ phút này mỗi một đầu cấp ép ma thú trên thân đều có mấy cây đen như vậy bỗng đây là bọn chúng có thể chiến đấu bí mật tô bạch nhìn phía xa căn cứ thành phố trên tường thành tứ xích dương trận phát ra sau bình thường càng thêm hào quang sáng tỏ về sau biết triệu hoành hiên đã chuẩn bị sẵn sàng hắn thu hồi ánh mắt nhìn về phía hồ điệp đánh thành bụi a vậy cứ như vậy đi ân hồ điệp nhìn thấy thiếu niên ở trước mắt ngữ khí bình tĩnh lòng tin mười phần bất động thanh sắc cười cười rất nhanh khôi phục có ý tứ gì lấy thực lực của ngươi căn bản làm không được vậy nhưng chưa hẳn tô bạch bình tĩnh xuất ra một cái trữ vật quyển trục hồ điệp cẩn thận quan sát không có tùy tiện công kích nhưng mà một giây sau làm tô bạch xuất ra diễm quạt tròn nắm trong tay lúc hồ điệp trong mắt lập tức hiện lên một vòng vẽ không hiểu thanh diệp nham vũ khí tô bạch ngươi xác thực lợi hại ta thừa nhận, ngươi có thể diệt sát những ma thú này. Hồ Điệp phản ứng rất bình tĩnh, Tô Bạch cũng không có ngoài ý muốn. Hắn thụ Thanh Diệp Nham sai sử phát phát động chiến tranh, Thanh Diệp Nham sẽ không không nói cho hắn tin tức của mình. Nhưng mà Hồ Điệp cùng Tô Bạch phản ứng không lớn, trên tường thành triệu hoành hiên mấy người phản ứng lại hết sức kịch liệt. Đó là Cái kia dị giới người vũ khí Triệu hoành hiên chấn kinh hắn không nghĩ tới làm cho nhân loại lâm và nguy cơ lớn nhất người khởi xướng thanh diệp nham vũ khí đều bị tô bạch đoạt tới tay thanh diệp nham là ai hắn không biết nhưng hắn thấy tận mắt tiểu cáp vượt giới mà khi đến thanh diệp nham xuất thủ cái kia video chẳng lẽ tô bạch cũng sẽ sử dụng cái kia kinh khủng nhẫn thuật đường trạch âm thanh run rẩy vô cùng kích động lúc trước thanh diệp nham cách băng thiên bí cảnh sử dụng super địa bột thiên tinh lúc cái kia uy lực hắn cả một đời đều quên không được triệu hoành hiên lấy lại tinh thần kích động nói hẳn là không sai được ta hiện tại cuối cùng minh bạch vì cái gì tô bạch sẽ để cho chúng ta rút lui nguyên lai hắn là dự định một chiêu quyết định chiến tranh thắng bại a à? đúng tả văn quang cười to tâm tình rất thư sướng ha ha chiến tranh rốt cục có thể kết thúc a à? không sai ha ha mấy vị cấp ép cường giả đều vô cùng kích động hiểu một chút nội tình tin anh thượng nhẫn ninja nhóm cũng là như thế một màn này để cái khác cấp thấp các ninja sửng sốt bọn hắn không rõ những cường giả này đang cười cái gì nhất là qua long cùng lăng y y mấy người càng là kinh ngạc lăng y y hỏi viện trưởng bọn hắn thế nào làm sao đột nhiên một bộ vẽ hoàn toàn tự tin không rõ ràng chẳng lẽ là cùng tô bạch trong tay cái kia thanh kỳ quái vũ khí có quan hệ qua long lắc đầu lại nhìn xem tô bạch trong tay diễn quạt tròn nói ra Cây quạt hình dạng, hai mặt đều có cái kia mang tính tiêu chí Sharingan câu ngọc Ta thấy thế nào đều cảm thấy đây là vì có được Sharingan người chuyên môn thiết kế vũ khí A Cái này món vũ khí là rất kỳ quái Lăng y y nói tiếp, sau đó lắc đầu Bất quá một thanh vũ khí có thể làm cái gì Trong mắt của ta cái này cây quạt rất phổ thông A Giờ phút này, lăng y y còn không biết nàng tiếp xuống đem muốn gặp được như thế nào một màn kinh khủng mà một màn này dù cho nhiều năm sau nàng đã trở thành tô bạch phía dưới mạnh nhất huyễn thuật ninja đi tới chỗ nào đều là được người tôn kính cường giả sau cũng vẫn không quên được một khi có người đề cập năm đó trận chiến đấu này nàng đều rõ mồn một trước mắt hồ điệp tô bạch đứng tại tiểu cáp trên đỉnh đầu bình tĩnh mở miệng tiếp xuống ngươi cũng nên cẩn thận thuật này uy lực ngay cả ta đều khống chế không tốt đa tạ nhắc nhở. Hồ Điệp Thản nhiên nói, một điểm không hoảng hốt, rất tự tin. Tô Bạch thấy thế một có mơ tưởng, mặc kệ Hồ Điệp có phải hay không đang ráng chống đỡ tỉnh táo, hắn đều muốn thi triển super địa bột thiên tinh. Trống! Hống hống hống! Lúc này, từng đầu tại cấp S ma thú phát ra gầm thép, hướng hắn phát động công kích. Bọn chúng không có thần trí, tất cả cử động đều nhận Hồ Điệp khống chế. Còn không chạy, Chờ chết a à. Tô Bạch không hiểu hồ điệp ý đồ, nghĩ nghĩ. Chẳng lẽ hắn là cố ý bức ta dùng một chiêu này? Phải là, super địa bột thiên tinh đối nhãn lực tiêu hao phi thường lớn, hồ điệp hẳn là muốn mài chết ta. Hắn trong nháy mắt nghĩ đến một cái khả năng. Ha ha, thật đúng là dự tính hay lắm. Tô Bạch một tay nắm lấy phiến đi, một tay đỉnh lấy phiến lá, đem diễm quạt tròn hoành ở trên đỉnh đầu. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn hồ điệp, thầm nghĩ đến. Nếu là không có cửu vĩ lá bài tẩy này, ta còn thực sự khả năng bị ngươi tính kế a. À. Bất quá đáng tiếc, ngươi muốn tiêu hao ta, ta cũng tương tự như thế. Nghĩ tới đây, Tô Bạch ánh mắt biến đổi, đại nhãn lực lượng tiêu hao. Hắn đối diện Hồ Điệp thấy thế thu hồi tự tin biểu lộ, sắc mặt nghiêm túc, hai tay bắt đầu chậm chạp kết ấn. Đồng thời hắn triệu hồi tất cả cấp S ma thú, canh giữ ở hắn tứ phương. Tô Bạch đối hồ điệp cử động chẳng quan tâm. Trong tay hắn diễm quạt tròn có chút tỏa sáng, ánh mắt đạm mạc, nhãn lực tiêu hao rất lớn, nhãn thuật trong nháy mắt dùng ra. Super địa bột thiên tinh. Ông. Kinh khủng uy áp xuất hiện, để hồ điệp cùng mấy chục con cấp ép ma thú hành động gian nan, bọn hắn bị super địa bột thiên tinh khóa chặt. Đồng thời cổ uy áp này còn đối căn cứ thành phố trên tường thành đám người có hiệu quả. Bọn hắn mặc dù tại trong kết giới, nhưng không hiểu cảm thấy hoảng hốt cùng sợ hãi sưu sưu một viên thiên thạch cực tốc tiếp cận lam tinh làm thiên thạch cái kia che khuất bầu trời bóng ma trên mặt đất xuất hiện lúc mọi người mới phản ứng trở về toàn đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời lập tức mộng ông trời của ta lăng y y kinh hô cái kia đó là thiên thạch qua long thanh âm khô khốc một mặt chấn kinh là đúng không lớn như vậy thiên thạch. Đây quả thật là nhân lực có thể làm được. Tô Bạch đến cùng là thế nào đem nó triệu hoán đi ra? Sưu sưu. Tại mọi người rung động trong ánh mắt, một viên vẫn thạch khổng lồ hướng về mặt đất phi hành tốc độ cao. Hồ Điệp thấy thế, trong cơ thể trắc ra đại lượng tiêu hao. Đồng thời bên cạnh hắn hơn 50 đầu cấp s ma thú cùng nhau dùng ra công kích mạnh nhất. Chống đỡ. Hồ Điệp trong lòng cho mình động viên, mặt sắc mặt ngưng trọng chỉ cần chống nổi cái này nhãn thuật tô bạch liền là đợi làm thịt cừu non sưu sưu thiên thạch phi hành tốc độ cao bóng ma che đậy toàn bộ chiến trường kinh cũng uy áp đem một chút thực lực yếu ma thú đều dọa ra cướp đái mau mau chạy mau không chạy nổi thân thể của ta phản phất bị khóa định dùng nhẫn thuật dùng nhẫn thuật đánh nát nó vô số ma thú thất kinh toàn đều dùng ra mình mạnh nhất nhẫn thuật Giờ phút này tô bạch trong mắt trái nhãn lực có chút tiêu hao, ngay tiếp theo tiểu cáp cùng nhau chuyển di tiếng ca mui không gian. Super địa bột thiên tinh quá mạnh, chính hắn cũng ngăn không được. Ca mui trong không gian, tô bạch nhìn xem ngoại giới, trong lòng cười lạnh. Ngu sủng ma thú, vậy mà vọng tưởng dùng lực lượng của phàm nhân đối kháng thần chi lực. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Hắn cũng không có trở ngại những ma thú này ý nghĩ, lẳng lặng thưởng thức bọn chúng giải dụa. Theo thiên thạch tiếp cận, đại lượng nhẫn thuật rốt cục cùng nó tiếp xúc. Rầm rầm rầm. Các loại uy lực kinh người năm độn nhẫn thuật đánh vào thiên thạch mặt ngoài, quanh ra từng cái hố to. Trong đó hồ điệp cùng mấy chục con ma thú xuất lực lớn nhất, tiêu hao trát ra cũng nhiều nhất. Hồ điệp khống chế hơn 50 đầu cấp ép ma thú, dùng trát ra cất cao giọng trống to, truyền khắp toàn bộ chiến trường. Không muốn chết đều cho lão phu dùng toàn lực. Trống. Trống trống vô số ma thú nghe xong lập tức gầm rú đáp lại toàn lực xuất thủ rầm 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 giờ phút này những ma thú này không dám tiết kiệm rác ra ngay cả bú sữa mẹ khí lực đều dùng đến oanh thiên thạch mặt ngoài xuất hiện vết rách sau một lát vỡ ra hóa thành vô số cỡ nhỏ thiên thạch rơi xuống đông đảo ma thú thấy thế đại hỷ trống có hy vọng mọi người lại thêm một phần lực trống trống các ma thú thấy được hy vọng sống sót, từng cái đều toàn đều hưng phấn. Một màn này bị thành tường đám người bên trên sau khi thấy, vừa mới dấy lên hy vọng lại biến mất. Chẳng lẽ, khủng bố như vậy nhẫn thuật cũng không thể đánh bại những ma thú này sao? Lăng y y không cam lòng hô to. Qua lòng ánh mắt ảm đạm, Tô Bạch đã tận lực, số lượng của ma thú thật sự là nhiều lắm a. À? Thường nhị miếng môi, nắm hạ tình tuyết tay có chút dùng sức, thất lạc nói, tình tuyết, xem ra chúng ta muốn thất bại nữa nha. Giờ phút này liền ngay cả Super Địa Bột Thiên Tinh đều bị các ma thú chặn lại, thường nhị cảm thấy đã không có bất kỳ hy vọng gì. Đám người nghe nàng, toàn đều cúi đầu xuống, biểu lộ cô đơn. Lúc này, một đạo mềm nhu thanh âm xuất hiện. Không, chúng ta một có thất bại, là ma thú bại. Ân. Đám người nghe tiếng lập tức nhìn hướng cái nào đó bạch nhãn nữ hài, hạ tình tuyết tình tuyết ngươi nói cái gì thường nhị truy vấn hạ tình tuyết ngang cái đầu đôi mắt đẹp cái khác tĩnh mạch nâng lên kinh ngạc nhìn bầu trời ta nói tô bạch thành công đâu cái gì chúng người thất kinh vừa định hỏi lại lại phát hiện sắc trời đột nhiên trở tối lập tức theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời khi bọn hắn phát hiện trời tối nguyên nhân về sau trong lúc nhất thời toàn đều im ắng trên bầu trời một viên so trước đó thiên thạch bàn lớn mấy lần viên thứ hai thiên thạch xuất hiện. Tường thành bên ngoài, trước mặt mọi người nhiều ma thú đều tại cùng hoang, may mắn mình sống sót lúc. Trong nháy mắt lại tuyệt vọng. Không. Một đầu ma thú cấp cao nhất nhìn lên bầu trời, tuyệt vọng trống to. Vì cái gì còn sẽ có viên thứ hai thiên thạch? Vì cái gì? Trời vong ta ma thú nhất tộc A. Nó không cam lòng rống to, từ bỏ chống cự. Cái này Mai Thiên Thạch thể tích quá lớn, lớn đến để tất cả ma thú đều tuyệt vọng. Hồ Điệp thấy thế, chửi ầm lên. Đáng chết Thanh Diệp Nham, ngươi nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua, Super Địa bột Thiên Tinh còn có viên thứ hai Thiên Thạch a. Giờ phút này hắn trách ra tiêu hao rất lớn, đều dùng để ngăn cản cái thứ nhất Thiên Thạch. Hiện tại đối mặt kinh khủng cái thứ hai Thiên Thạch, Hồ Điệp cả người đều tê. Không có biện pháp, dùng nhãn lực tự vệ a hắn lập tức khống chế hơn 50 đầu cấp ép ma thú dùng toàn lực quanh kích thiên thạch, đồng thời tính toán xuất thủ thời cơ. Tại thiên thạch muốn đánh tới hướng mặt đất một khắc này, trong mắt của hắn đại nhãn lực lượng tiêu hao. Thần la thiên chinh. Quanh. Một tiếng vang thật lớn, đại địa trong nháy mắt chấn động, vô số núi non sông ngòi biến mất, tầm mắt bên trong tất cả đều là thiên thạch phạm vi công kích. Trống trống. trống chút ít thiên thạch biên giới may mắn còn sống sót ma thú thê thảm kêu to. Bọn chúng không phải thân thể không trọn vẹn, liền là khí tức yếu ớt, mắt thấy là phải chết. Căn cứ thành phố Tường Thành cũng đã biến mất, bị thiên thạch trung sụp, đem mọi người vùi lấp. Bất quá còn tốt, may mắn có kết giới tại. Lại thêm tô bạch cố ý tránh ra một chút, cái này mới chưa từng xuất hiện tử vong. Bất quá người bị thương liền có thêm, thực lực yếu cơ hồ đều bị trọng thương. Một tiếng ho nhẹ tiếng vang lên, sau đó một khối cao cỡ một người cự thạch bị đẩy ra. Về sau một cái đầy bụi đất thiếu nữ từ dưới tảng đá lớn xuất hiện, chính là Lăng Y Y. Lăng Y Y đứng vững thân thể về sau, ánh mắt nhìn về phía trước mắt một mảnh hỗn độn chiến trường, lập tức mộng. Ta, ta không phải đang nằm mơ chứ. Giờ khắc này ở trước mắt nàng, phàm là ánh mắt chiếu tới, một có một đầu hoàn hảo ma thú. Ông trời ơi, loại lực lượng này thật là người có thể nắm giữ sao nàng lớn tiếng kinh hô đưa tới cái khác mới từ phế tích bên trong ra người tới chú ý ánh mắt nhìn về phía nơi này lúc này lăng y y cảm giác bờ vai của mình bị vỗ một cái lập tức quay đầu là dương liễu dương liễu nhìn phía xa lại xuất hiện tô bạch chậm rãi mở miệng nói ra một câu gây nên đám người thật sâu cộng minh lời nói lăng y y đây chính là tô bạch a đây chính là sa rin gan đây chính là lực lượng của thần A. Lực lượng của thần. Bốn chữ này vừa ra, đám người có chút ngốc trệ một hồi. Sau khi lấy lại tinh thần, phát ra cảm thán Một vị tinh anh thượng nhẫn ninh gia nói ra, không sai, đây chính là lực lượng của thần, chỉ có thần mới có thể làm đến loại trình độ này. Đúng đúng. Đồng bạn của hắn hưng phấn nói, khủng bố như vậy nhẫn thuật, ngoại trừ thần còn có ai có thể sử dụng. Hắn nói xong, vừa vặn một vị hạ những người mới vừa mới thoát khốn nghe được đám người thảo luận hắn nhìn trước mắt kinh khủng tràn cảnh phát ra từ nội tâm ca ngợi ta nhìn tô bạch đại nhân hoàn toàn có thể được xưng ninja chi thần a ninja chi thần đám người nghe xong lập tức đem ánh mắt nhìn về phía tên kia hạ nhẫn cái sau thấy thế có chút sợ hãi lấy vì mình nói sai vội vàng giải thích ta ta chính là nói một chút mọi người đừng nghiêm túc nhưng mà một giây sau, tên này Hạ Nhẫn không lại sợ hãi. Tiểu huynh đệ, ngươi cho Tô Bạch lên cái danh xưng này rất phù hợp a." À. Một vị tinh anh thượng nhẫn Ninja mở miệng, tán thán nói. "Đây không phải Ninja chi thần là cái gì? Ta nhìn sau này liền gọi Tô Bạch vì Ninja chi thần a." Không sai, hắn liền là Ninja thần. Lại một vị tinh anh thượng nhẫn Ninja tán đồng. Đám người gặp có tinh anh thượng nhẫn Ninja cường giả dẫn đầu, toàn đều hưng phấn nhao nhao hô to ninja chi thần bốn chữ nơi đây đám người tiếng hô to tựa như một cây kiếp nổ dẫn nổ tất cả mọi người toàn đều đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ hô to bắt đầu ninja chi thần tô bạch ninja chi thần tô bạch ninja hơn một triệu ninja đồng thời hô to thanh âm vang dội đáng sợ để nơi xa chính đang quan sát hồ điệp trạng thái tô bạch đều nghe được ninja chi thần Tô Bạch sửng sốt. Cái này cái quỷ gì? Ta còn sẽ không tiên pháp một độn A. Ninja chi thần. Xa xa tiếng la để Tô Bạch không khỏi nghĩ đến nguyên tác. Trong nguyên tác, đệ nhất Hokage Senju Hashirama chính là cái này xưng hào. Hắn là Uchiha Madara duy nhất kính úy người. Trong nguyên tác giới ninja, truyền thuyết giới ninja là từ lục đạo tiên nhân thành lập. Mà phàm là gặp qua Hashirama người đều cho rằng hắn là cái thứ hai lục đạo tiên nhân cho nên mới bị tôn xưng là ninja chi thần. Những này tô bạch đều giải. Bất quá cũng chính là bởi vì hiểu rõ, hắn mới có hơi xấu hổ. Khá lắm, ta dùng Sharingan đem đệ nhất xưng hào cầm. Đệ nhất Hokage chỗ cường đại là rác ra gần như vô hạn, một mình hắn so Naruto thêm nửa cái cửu vĩ rác ra còn nhiều hơn. Với lại đệ nhất còn có được tiên nhân thể, một đụng những này cường đại năng lực. Hắn cả đời đối cầm chính là chiến trường hoa hồng konoha múa vương hokage thứ nhất hashirama thổi uchiha madara mà madara mới là sharingan cái này khiến tô bạch có chút không được tự nhiên hắn không phải là không muốn đạt được cái danh xưng này ninja chi thần nghe nhiều có khí thế hắn chẳng qua là muốn dùng tiên pháp một độn tra tấn kéo đến đến hiện tại tô bạch nhìn xem chung quanh không biết bao nhiêu dặm phạm vi bên trong toàn đều biến thành phế tích nhìn lại một chút thiên thạch biên giới những cái kia vùng vẫy dãy chết, thống cổ kêu rên các ma thú, trong lòng cũng liền bình thường trở lại. Được xưng thần cũng xác thực có thể, super địa bột thiên tinh cũng có tư cách này a. À. Cảm thán một câu, hắn đưa ánh mắt cách đó không xa một người quần áo lam lũ, sắc mặt âm trầm như nước trung niên nam nhân, hồ điệp. Hồ điệp không có bị thiên thạch đập chết. Hắn tại thiên thạch rơi xuống trong nháy mắt, Dùng hơn 50 đầu cấp ép ma thú cùng mình toàn lực công kích thiên thạch một nơi Có thể may mắn còn sống sót Hắn mặc dù không chết Nhưng những ma thú kia liền thảm rồi Toàn làm cho hắn dê thế tội Mà bản thân hắn người cũng bị thương nặng Trác ra cùng nhãn lực đều tiêu hao rất lớn Dù sao, dám cùng super địa bột thiên tinh cứng rắn người Hồ Điệp vẫn là tô bạch gặp cái thứ nhất Lợi hại Tô bạch tán dương Bên người không gian có chút vạn vẹo tiểu cấp bị hắn chuyển di đi ra. Hồ Điệp, mặc dù ngươi người này làm việc cùng người bình thường không giống nhau, rất tàn nhẫn, vì mạnh lên không tiếc cấu kết thanh diệp nham hủy diệt tất cả mọi người. Nhưng ta không thể không thừa nhận, ngươi là ta trở thành niêm gia đến nay gặp phải mạnh nhất đối thủ. Tô Bạch từng bước một đi hướng Hồ Điệp, cái sau ngụm lớn thở dốc, chật vật khôi phục thương thế. Giờ phút này, ngoại đạo ma tượng cũng bị Tô Bạch thiên thạch nện thành mảnh vỡ, chính đang từ từ khôi phục. Tô Bạch tại hồ điệp trước mặt mấy chục mét chỗ dừng lại, cười nói. Tại nhãn lực phương diện này, ngươi là ta gặp qua nhiều người nhất, ta Tô Bạch nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Ngữ khí của hắn rất chân thành, nhìn không ra bất kỳ qua loa, là phát ra từ nội tâm, thời khắc này hồ điệp nhãn lực xác thực lợi hại. Nhưng mà Tô Bạch những này tán dương lời nói nghe vào hồ điệp trong tai, lại là biến thành một cái khác ý tứ. Ha ha! Hồ điệp cười lạnh một tiếng, trong lòng giận không kềm được, nguyện xưng ta là mạnh nhất. Ngươi một tên tiểu bối cũng dám dùng loại này khẩu khí cùng ta hồ điệp nói chuyện. Lão phu tung hoành lam tinh thời điểm phụ thân ngươi còn tại mặt tả. Hồ điệp quát lạnh, cảm giác mình bị xem thường. Nhất là tô bạch câu kia mạnh nhất, cái này khiến hồ điệp cảm giác đối phương là tại nhục nhã mình. Ta là mạnh nhất còn kém chút bị ngươi giết, cái này chẳng phải là nói ngươi mạnh hơn ta. Thật sự là cuồng vọng tự đại. Hồ Điệp nghĩ tới đây, đối cô Bạch hận tới cực điểm, hận không thể trừ cho sướng. Lúc này, ngoại đạo ma tượng cũng khôi phục, một lần nữa đứng thẳng bắt đầu, bề ngoài nhìn không ra bất kỳ thương thế. Không chỉ có như thế, cô Bạch còn cảm giác không ra nó cái kia khổng lồ sinh mệnh khí tức cùng trát ra lớn bao nhiêu tiêu hao, cái này khiến hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đồ tốt, không hổ là thập vĩ thể xác, quả nhiên danh bất hư truyền. Đồ tốt A à. Hồ Điệp lạnh lùng nhìn xem hắn, mở miệng. "Tô Bạch, đây là ngươi bức ta, lúc đầu ta không muốn dùng một chiêu này." "A, à, ngươi còn có ác chủ bài." Tô Bạch hiếu kỳ hỏi. Hắn nhìn kỹ một chút thời khắc này tình huống, cũng không có phát hiện có cái gì có thể làm cho hắn kinh ngạc địa phương. Hồ Điệp biến sắc, trong miệng hét lớn. "Tiểu tử, không có niềm tin tuyệt đối ngươi cho rằng ta Hồ Điệp sẽ tùy tiện phát phát động chiến tranh?" Ngươi mở to hai mắt nhìn cho thật kỹ đi, tiếp xuống mới là lão phu trạng thái mạnh nhất. Nói xong, hắn hai tay ngón trỏ duỗi thẳng kề sát, thành dần tấn, một đôi màu tím tri nê gan đại nhãn lực đựng. Tới đi, ngoại đạo ma tượng. Hồ điệp hét lớn, phía sau hắn, ngoại đạo ma tượng phát ra một tiếng làm cho người sợ hãi tiếng trống, trong nháy mắt biến thành nhỏ vật dư thừa chất hướng về phần lưng của hắn bay đi. Sưu 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 ngoại đạo ma tượng trong chớp mắt tiến nhập hồ điệp thân thể hắn lại đem ngoại đạo ma tượng hấp thu đây là tô bạch sắc mặt biến đến nghiêm túc trước mắt hắn hồ điệp giờ phút này đã đại biến dạng hồ điệp nguyên bản trên người kim bào biến thành áo bào trắng phía sau xuất hiện hai cái người trưởng thành lớn chừng quả đấm màu đen hình tròn vật thể trôi nổi sau lưng hắn thập vĩ dinh chu ri ki tô bạch kinh ngạc sau đó lắc đầu không không đúng hắn nhiều nhất tính ngoại đạo ma tượng jinchuriki còn không có đạt tới thập vĩ jinchuriki cường đại như vậy giờ phút này hồ điệp dáng vẻ cùng trong nguyên tắc thập vĩ jinchuriki có chút giống nhau chỉ bất quá hắn phía sau cầu đạo ngọc số lượng rất ít chỉ có hai cái mà trong nguyên tắc thập vĩ jinchuriki thì là có được chín cái dạng này cũng được a tô bạch kinh ngạc ngoại đạo ma tượng đều có thể bị hấp thu cái này tính là gì nửa cái lục đạo cấp chiến lực. Lục đạo cấp là nguyên tắc phân loại, giờ phút này Tô Bạch cảm thấy gọi tiên nhân cấp tương đối phù hợp. Tiểu cấp nói qua, tiên nhân cấp nhìn cũng không phải là trác ra lượng, mà là nhãn lực. Đó cũng không phải tiên nhân cấp không có trác ra yêu cầu, mà là so sánh với nhãn lực tới nói, trác ra không có trọng yếu như vậy thôi. Không không cần biết ngươi là cái gì, ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Tô Bạch trong mắt lóe lên một vòng tự tin hồ điệp mặc dù trở nên mạnh hơn nhưng hắn đồng dạng còn có ác chủ bài giờ phút này hồ điệp dáng vẻ để nơi xa căn cứ thành phố chúng người thất kinh tất cả mọi người đều chưa từng gặp qua loại này hình thái ninja. gia triệu hoành hiên sắc mặt nghiêm túc đối cái khác năm vị cấp ép cường giả nói ra tập hợp tất cả còn có thể chiến đấu tin anh thượng nhẫn ninja gia chuẩn bị viện trợ tô bạch đây là tất cả mọi người chiến tranh không thể chỉ để tô bạch một người xuất lực tốt Đường trạch cùng tả văn quan cấp tốc chấp hành mệnh lệnh của hắn, ngắn phút chốc liền tập hợp gần 300 vị tinh anh thượng nhẫn ninja. Không chỉ có như thế, Triệu Hoành Hiên còn phân phó tất cả ninja, trùng kiến, tứ xích dương trận. Hắn để đám người hướng một cái cự đại màu đen hình hộp chữ nhật bên trong thay phiên đưa vào rác ra. Cái kia là thông qua khoa học kỹ thuật lực lượng kết hợp rác ra chế tạo mới sản phẩm, có thể phát ra tứ xích dương trận phòng ngự kết giới. Thứ này trên lý luận không có hạn mức cao nhất rắc ra càng nhiều sinh ra kết giới liền càng mạnh. Ông ông. Tứ phía tối màn sáng màu đỏ vách tường lại xuất hiện, đem lớn như vậy u thành căn cứ thành phố bao phủ. Triệu Hoành Hiên thấy thế sau thở dài một hơi. Bất kể nói thế nào căn cứ thành phố đã không việc gì, còn lại chỉ đối mặt hồ điệp là có thể. Nơi xa, một nhóm lại một nhóm ninja hướng màu đen hình hộp chữ nhật bên trong đưa vào rác ra, đều là thượng nhẫn ninja, hiệu suất rất cao. Còn lại đặc biệt thượng nhẫn ninja cùng trung nhẫn hạ nhẫn nhóm thì là tạm thời chờ lệnh, nếu như cần bọn hắn cũng muốn xuất lực. Vừa rồi bởi vì tô bạch một chiêu, super địa bột thiên tinh, kém chút đem ma thú liên quân đều tiêu diệt. Lúc này trên chiến trường còn lại ma thú thương thì thương, dọa nước tiểu dọa nước tiểu, cũng không dám lại cùng nhân loại chiến đấu. Cái này cũng dẫn đến còn sống tất cả các ninja đều đang xuất thủ. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều không có tham chiến, đây là triệu hoành hiên mệnh lệnh. Triệu Hoành Hiên cho rằng, đối mặt hồ điệp loại này đối thủ đáng sợ. Không có tin anh thượng nhẫn ninja thực lực liền là đi chịu chết, không có chút ý nghĩa nào. Cửu châu học phủ phương hướng, còn may mắn còn sống sót học sinh cùng các lão sư tập hợp một chỗ, chỉ có hơn 200 tên, thương vong thảm trọng. Bọn hắn yên lặng nhìn xem trên chiến trường cái kia mặc dù đối mặt kinh khủng đối thủ, nhưng nhưng như cũ tự tin, sống lưng thẳng tắp thiếu niên, tô bạch. Một thân huyết kế, vết thương chồng chất cổ mạc quay đầu nhìn về phía chiến hữu bên cạnh dáng người to con thể thuật thượng nhẫn niên gia hoàng thịnh cảm thán một tiếng lão hoàng a đời ta làm có thành tựu nhất cảm giác một sự kiện liền là đem tô bạch đưa vào chúng ta học phủ a cổ mạc cảm thán hoàng thịnh nghe xong có chút hâm mộ ai sớm biết tô bạch thiên phú biến thái như vậy lúc trước ta nên xin đi dương thành mang tân sinh a ha ha cổ mạc cười to trong lòng rất là đắc ý U thành căn cứ thành phố bên ngoài, đất chết khu. Lúc này căn cứ thành phố đã không có tường thành, tô bạch cái kia một phát, super địa bột thiên tinh, đã đem tường thành triệt để phá hủy. Đối mặt thay đổi tử hồ điệp, chúng người tim đều nhảy đến cổ rồi bên trong. Giờ phút này liền ngay cả bọn hắn đều có thể nhìn ra, hồ điệp lại mạnh lên. Mà bây giờ cũng là cuộc chiến tranh này thời khắc mấu chốt nhất. Chỉ cần tô bạch có thể đánh bại hồ điệp, vậy hắn liền là lam tinh bên trên người mạnh nhất, đem chủ đạo hết thảy. Triệu Hoành Hiên bọn người mang theo gần 300 tên tinh anh thượng nhẫn ninja đã chuẩn bị kỹ càng. Bọn hắn tùy thời chờ đợi tham chiến, ánh mắt mọi người đều trong chiến trường tâm trên thân hai người. Trung tâm chiến trường. Tô Bạch nhìn xem đối thủ của mình, sắc mặt nghiêm túc. Bất kể nói thế nào hiện tại hồ điệp đều chạm tới tiên nhân cấp lực lượng, sau lưng của hắn, Cầu Đạo Ngọc liền là chứng minh tốt nhất. Không thể bị vật kia công kích đến, không phải liền phiền toái. Câu bạch cảnh giác. Cầu đạo ngọc cũng không phải đùa giỡn, tại trong nguyên tắc không có lục đạo chi lực người một khi đụng vào liền sẽ hóa thành hư vô. Với lại, cầu đạo ngọc rất thực dụng, nó có thể biến hóa hình thái, hoặc là làm làm vũ khí sử dụng, hoặc là làm phòng ngự bảo vệ mình. Mặc dù đây đều là trong nguyên tắc tin tức, nhưng vẫn như cũ có tham khảo giá trị. Phải cẩn thận, trước biết rõ ràng lại toàn lực chiến đấu. Cô bạch mắt phải nhãn lực tiêu hao, đưa tay nhắm ngay xa xa hồ điệp. Hắn muốn thử dò xét một cái. Thần La Thiên Chinh, một cổ to lớn sức đẩy xuất hiện. Hồ điệp phía sau một viên cầu đạo ngọc bay đến trước mặt hắn, biến thành một mặt thật mỏng vách tường vật thể. Quanh cầu đạo ngọc cùng Thần La Thiên Chinh sức đẩy tiếp xúc, phát ra một tiếng vang thật lớn. Hồ điệp bên người lập tức xuất hiện một cái kinh khủng hố to. Bất quá hắn bản thân nhưng không có nhận ảnh hưởng chút nào, cầu đạo ngọc giúp hắn phòng ngự ở Tô Bạch công kích. Quả là thế. Tô Bạch thầm nghĩ trong lòng một tiếng phiền phức. Trước mắt hắn có thể thủ đoạn đối phó với hồ điệp cũng chỉ còn lại có hai loại. Một là ca môi chuyển di chi lực, hai liền là tiên thuật. Thể thuật. Hắn thì là không có cân nhắc ở bên trong. Bác môn độn giáp, hắn mới chạy đến thứ sáu môn, nhiều lắm là tính cái cao phối, ly, Đối mặt loại này đối thủ không có chút ý nghĩa nào. Hồ Điệp phòng ngự ở Tô Bạch công kích sau cũng không có trước tiên tiến công. Với lại giờ phút này hắn thu được lực lượng cường đại cũng không có vui sướng, ngược lại một mặt ngưng trọng. Ngoại đạo ma tượng, lực phản vệ thật là đáng sợ, ta nhất định phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu, thu thập rác ra để màu đen thần thụ hạt giống trưởng thành. Chỉ có ăn màu đen thần thụ kết xuất trái cây ta mới có thể đính trụ ngoại đạo ma tượng, lực phản vệ không phải chỉ sợ muốn chết hồ điệp trong lòng suy tư của lực lượng này cũng không phải tùy tiện liền có thể sử dụng đại giới phi thường lớn như vậy hồ điệp nhìn phía xa tô bạch ánh mắt nghiêm túc hiện tại bắt đầu đi sưu người khác trực tiếp biến mất tốc độ nhanh đến mức cực hạn gần như thuấn di không tốt tô bạch gặp đối thủ biến mất trong lòng căng thẳng một cái to lớn susano cánh tay xuất hiện hoành ở trước mặt mình mà hắn vừa mới làm xong động tác này, hồ điệp trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau lưng của hắn một viên màu đen cầu đạo ngọc biến thành một cây dài ước chừng m mét tích trượng, cầm ở trong tay, đối Susano cánh tay công kích. Kép. Một đạo tiếng xương nứt vang lên, Tô Bạch chỉ cảm thấy một cổ không thể ngăn cản cự lực tác dụng đến Susano cánh tay. Bản thân hắn trực tiếp bay rớt ra ngoài, hung hăng đâm vào một tảng đá lớn bên trong, không rõ sống chết. Tô Bạch Tiểu cáp trống to, giơ lên móng vuốt đối hồ điệp vỗ tới. Hồ điệp không có đón đỡ, lần nữa biến mất. Xa xa triệu hoành hiên thấy thế vung tay lên, quát lên, xuất thủ. Vâng. Gần 300 tên tinh anh thượng nhẫn ninja cùng năm tên cấp S ninja lập tức lên đường, rất mau tới đến trung tâm chiến trường, đem hồ điệp vây quanh. Trong những người này yếu nhất đều có được 3.000 thẻ rác ra, bọn họ đều là căn cứ thành thị cường giả số 1. Công kích, Triệu Hoành Hiên dẫn đầu kết ấn, đám người theo sát phía sau, dùng ra mình mạnh nhất nhẫn thuật. Lôi độn, lôi hổ thông sát. Thủy độn, thủy đoạn ba. Phong độn, chân không đại ngọc. Thổ độn. Sưu sưu sưu. Đếm không hết đại uy lực nhẫn thuật hướng về hồ điệp bay đi. 300 tên tinh anh thượng nhẫn ninja tăng thêm 6 tên cấp S cường giả cùng nhau xuất thủ tràn diện rất hùng vĩ, để quan chiến trong lòng mọi người sinh ra hy vọng. Bọn hắn cảm thấy, đối mặt công kích kinh khủng như thế, trên thế giới này không có khả năng có người có thể bình yên vô sự. Hồ Điệp gặp đại lượng nhẫn thuật hướng về mình công tới, mặt lộ vẻ kinh thường. Trong tay hắn, cầu đạo ngọc lần nữa biến thành hình tròn, cùng phía sau cái viên kia cùng một chỗ công kích, không có phòng ngự. Sưu sưu. Hai cái cầu đạo ngọc hướng về triệu hoành hiên cùng một tên tuyên thành căn cứ thành phố cấp S cường giả bay đi, lúc này đám người nhẫn thuật cũng bay tới. Điêu trùng tiểu kế Hồ điệp cười lạnh Đón nhận đông đảo nhẫn thuật Oanh ầm um, ầm um. Đại lượng uy lực kinh khủng nhẫn thuật đem hồ điệp cả người bao phủ Hắn thân ở địa phương tất cả mọi thứ đều phi hôi yên diệt Khơi dậy trận trận khói bụi Chúng ta thắng Một tên quan chiến đặc biệt thượng nhẫn ninja hô to Tất cả mọi người đều vô cùng kích động Bọn hắn tin tưởng Hồ điệp bị nhiều như vậy uy lực kinh khủng nhẫn thuật đánh trúng không tử giả tàn. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có hưng phấn bao lâu, lần nữa trầm mặt. Làm khói bụi tán đi về sau, hồ điệp cả người lộ ra. Trên người hắn không có nửa điểm thương thế, cái này làm cho tất cả mọi người lần nữa tuyệt vọng. Hồ điệp quá mạnh, vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Lão tể. Lúc này một đạo bi thương hô to vang lên, đám người chỉ gặp triệu hoành hiên chân trái đã biến mất, mà bên cạnh hắn một cái lão giả thì là trên ngực mất tráo, đã chết. Hai người bị hồ điệp cầu đạo ngọc công kích đến. Triệu Hoành hiên sắc mặt khó coi, phát phát hiện mình làm sao khôi phục không được thương thế. Đáng chết, đây là vật gì? Không thể lại bị nó công kích đến, không phải mạnh hơn người cũng sẽ chết. Nói xong hắn ánh mắt nhìn về phía hồ điệp, sắc mặt càng thêm khó coi. Điều đó không có khả năng. Nhiều như vậy cường lực nhẫn thuật coi như không giết được hắn, nhưng cũng không thể không có nửa điểm tác dụng a. À triệu hoành hiên không cam lòng rống to hồ điệp nhìn xem tuyệt vọng đám người cười lạnh các ngươi những này ít ngồi đáy giếng ngay cả lão phu hiện tại là dạng gì tồn tại cũng không biết lại còn dám đối địch với ta hắn nói xong chỉ hướng bên cạnh mình cầu đạo ngọc một mặt cuồng nhiệt thấy không đây là dung hợp tất cả thuộc tính tính chất biến hóa sản phẩm tên là cầu đạo ngọc mà ta thì là cái thế giới này thần miễn dịch hết thảy công kích thần dung hợp tất cả thuộc tính biến hóa. Hồ Điệp lời nói để đám người càng thêm tuyệt vọng. Mọi người đều biết, dung hợp hai loại thuộc tính tính chất biến hóa liền là huyết kế giới hạn, muốn so với bình thường thông thường năm thuộc tính nên gia lợi hại. Mà dung hợp ba loại tính chất biến hóa liền là trong truyền thuyết huyết kế đào thải. Cái kia mạnh hơn huyết kế giới hạn, trước mắt biết đến chỉ có tích nghiêng một cái trần độn thiên tài. Mà tất cả dung hợp tất cả tính chất biến hóa đường trạch nhìn xem triệu hoành hiên gian nan hỏi triệu viện trưởng loại này khoa trương sự tình thật sự có sao thật sự có người có thể dung hợp năm loại thuộc tính biến hóa năm loại triệu hoành hiên cười khổ lão đường a hắn dung hợp cũng không phải năm loại chỉ sợ là bảy loại a cái gì bảy loại đường trạch kinh hãi thuộc tính biến hóa không phải chỉ có phong hỏa thổ thủy lôi sao ở đâu ra bảy loại Triệu Hoành Hiên, còn có hai loại âm dương thuộc tính, những vật này lam tin bên trên chỉ sợ chỉ có ta một người biết. Bất quá cái kia lúc trước, hiện tại hồ điệp cùng tô bạch khả năng đều biết. Đơn giản tới nói âm dương thuộc tính chúng ta mỗi người đều có, chỉ bất quá chỉ là nhiều cùng thiếu trên lệch thôi. Triệu Hoành Hiên chậm rãi nói ra, cho đường trạch cùng một đám tin anh thượng nhẫn minh gia nhóm giải khai nghi hoặc. Bảy loại. Đường trạch nhìn xem không bị thương chút nào hồ điệp, đắng chát cười một tiếng cái này thật đúng là đáng sợ hắn hẳn không có nói dối a à. hắn chỉ sợ thật có thể miễn dịch hết thảy công kích miễn dịch hết thảy công kích lúc này một đạo âm thanh trong trẻo truyền đến mọi người và hồ điệp lập tức nhìn lại oanh tô bạch đẩy ra cự thạch mấy cái lấp lóe đi vào triệu hoành hiên mấy người trước mặt nhìn phía xa hồ điệp bình tĩnh nói chưa hẳn a à. ân hồ điệp nhíu mày làm sao đều đến lúc này tô bạch ngươi lại còn hoài nghi lão phu nói dối không ta không có hoài nghi tô bạch lắc đầu sau đó cười nói hồ điệp loại lực lượng này ngươi cũng hẳn là lần thứ nhất nắm giữ cũng không hiểu rõ theo ta được biết ngoại trừ dùng cùng ngươi bằng nhau lực lượng có thể đối ngươi tiến hành hữu hiệu công kích bên ngoài còn có hai loại sức mạnh cũng có thể làm được hoa hắn vừa dứt lời đám người lập tức kinh hãi hiện tại hồ điệp rất thần bí một chút tin tức bọn họ đều là lần đầu tiên nghe được toàn đều thúc thủ vô sách nhưng mà tô bạch không chỉ có biết dùng biện pháp gì làm sao phá giải hơn nữa còn là hai loại hắn một cái vừa mới trở thành niêm gia hơn nửa năm học sinh từ làm sao biết những này đám người không hiểu toàn đều nghiêm túc nhìn xem tô bạch hồ điệp cũng là như thế hắn vô ý thức hỏi hai loại kia tô bạch hoạt động một chút thân thể đối tiểu cáp phất phất tay Tiểu cấp thấy thế lập tức thu nhỏ thân thể, thành bình thường hắc xi si lớn nhỏ, đi vào bên cạnh hắn. Làm xong những này, cô bạch nhìn về phía hồ điệp, lúc này mới chậm du du nói ra đám người chờ đợi đáp án. Rất đơn giản, chỉ cần dùng tiên thuật cùng thể thuật đối ngươi phát động công kích liền sẽ có hiệu quả. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Tiên thuật cùng thể thuật Đám người nghe xong sửng sốt Thể thuật bọn hắn đều giải mà tiên thuật lại là rất lạ lẫm. Tiên thuật Đám người suy tư, đem ánh mắt nhìn về phía tô bạch bên người một đầu có trí khôn ánh mắt đại cẩu, tiểu cáp. Theo bọn hắn biết, trước mắt Lam Tinh bên trên sẽ tiên thuật giống như cũng chỉ có con chó này a. À. Hồ Điệp cũng đem ánh mắt nhìn về phía tiểu cáp, sắc mặt có chút biến thành màu đen. Giờ phút này tiểu cáp cũng đang khiếp sợ, những tin tức này nó cũng là lần đầu tiên biết. Mà nó suy tư dáng vẻ rất linh tính, chó đầu hơi hơi nghiêng một đôi trí tuệ mắt to cùng hồ điệp đối mặt để hồ điệp xấu hổ lại phẫn nộ ngươi con này xuẩn chó vậy mà có thể uy hiếp lão phu xuẩn chó tiểu cáp nghe xong nổi giận tô bạch chớ cùng hắn nhiều lời để hắn nhìn xem ngươi chung cực thủ đoạn chung cực thủ đoạn tiểu cáp lời nói dẫn kinh động sự chú ý của mọi người chẳng lẽ tô bạch còn ẩn tàng năng lực đặc thù hồ điệp cũng là như thế hắn mắt lộ ra vẻ cảnh giác nghiêm túc nhìn chằm chằm tô bạch tô bạch gặp mọi người đều nhìn hắn phất phất tay triệu tiền bối ngươi dẫn người trở về đi loại này chiến đấu các ngươi không xen tay vào được các ngươi cố gắng phòng ngự căn cứ thành phố là được một biết chiến đấu bắt đầu ta sợ thu lại không được tay đem căn cứ thành phố hủy sẽ không tốt ân ừ. tốt triệu hoành hiên bị người đỡ lấy lập tức mang lên tất cả tin anh thượng nhẫn ninja rút lui Tô Bạch lời nói mặc dù ngay thẳng, nói rất khó nghe. Nhưng ở trận mỗi một vị cường giả cũng không có ý kiến, ngược lại thật cao hứng. Hiện tại Hồ Điệp có bao nhiêu nhưng sợ bọn họ thế nhưng là đích thân thể nghiệm qua. Liền ngay cả cấp ép cường giả đều không chặn được hắn một kích. Đám người cũng không muốn đợi ở chỗ này nữa. Khi tất cả người sau khi rời đi, Hồ Điệp trong tay nắm màu đen tích trượng, cảnh giác nhìn xem Tô Bạch. Con chó kia nói là sự thật ngươi còn có đừng thủ đoạn. Chẳng lẽ là ngươi cái kia mang Sharingan viễn trình không gian dạo sát năng lực? Nó xác thực lợi hại, bất quá phát động tốc độ quá chậm, đối lão phu căn bản không có nửa điểm uy hiếp. Hồ Điệp phân tích, thầm nghĩ đến khả năng này. Không, Tô Bạch nghe xong lắc đầu, ca mui mặc dù mạnh, nhưng ta không có ý định dùng nó. Vậy là ngươi. Hồ Điệp càng thêm cảnh giác. Không phải ca mui. Đó là cái gì? tô bạch nghe xong không có trước tiên trả lời hắn hắn trước nhìn một chút căn cứ thành phố phương hướng phát hiện tất cả ninja đều tham dự vào duy trì tứ xích dương trận trong phòng ngự về sau tùy ý cười một tiếng hiện tại rốt cục có thể toàn lực xuất thủ a hồ điệp trận chiến đấu này nên kết thúc ân hồ điệp gặp tô bạch một mặt thoải mái giống như nhịn thật lâu rốt cục muốn bộc phát giống như trên mặt lộ ra thoải mái thần sắc gia hỏa này hồ điệp trong lòng không có lực lượng. Hắn không biết Tô Bạch là giả vờ trấn định, hay là thật có đánh bại chính mình thủ đoạn. Không thể chờ, chậm thì sinh biến, toàn lực giải quyết hắn. Hồ Điệp quyết định động thủ, hắn sư một tiếng biến mất, hướng về Tô Bạch toàn lực bắn vọt. Oanh! Làm Hồ Điệp còn không có vọt tới Tô Bạch trước mặt lúc, đột nhiên dừng lại. Ở trước mặt hắn, một cái to lớn hỏa hồng sắc hồ ly xuất hiện, chính là cửu vĩ. Cửu Vĩ sau khi xuất hiện không có đối với hắn công kích, ngược lại đem đầu thương nhắm ngay Tô Bạch. Nó dơ lên to lớn móng vuốt, hung hăng vỗ xuống đi. Trống. Đáng giận Tô Bạch, ngươi lại dám lợi dụng bản đại gia. Yên tĩnh. Tô Bạch từ tốn nói, trong mắt trái màu đỏ tươi Mangekyou Sharingan đối mặt Cửu Vĩ cái kia một đôi thú mắt, nhãn lực có chút tiêu hao. Ông ông. Ách. Cửu Vĩ dơ lên móng vuốt lớn đập không nổi nữa. Nó trong nháy mắt có được Mangekyo Sharingan. Nó bị Tô Bạch huyễn thuật khống chế. Biết nói chuyện vĩ thú. Hồ Điệp kinh hãi lập tức nhanh lùi lại. Đây là chân chính cửu vĩ. Thân hình hắn nhanh lùi lại, trong lòng sợ hãi. Hắn biết, chân chính vĩ thú là ngay cả thanh diệp nham cũng nhức đầu đồ vật. Nơi xa căn cứ thành phố đám người nhìn thấy một màn này về sau, toàn đều rung động, nhưng mà còn không chờ bọn họ lấy lại tinh thần, hướng triệu hoành hiên cái này, sống bách khoa, hỏi thăm lúc, càng thêm rung động tràn diện lại xuất hiện. Đám người chỉ gặp tô bạch mang theo tiểu cáp nhảy đến cửu vĩ trên đầu, mắt phải có chút trừng lớn. Giả thú chi nạn. Quanh. Một tôn sáng màu lam hoàn toàn thể Susano trong nháy mắt xuất hiện. Hoàn toàn thể Susano cao chừng ngàn mét, cưỡi cử tại cửu vĩ trên lưng, nó cái kia uy vũ khôi giáp đem trọn cái cửu vĩ triệt để bao khỏa. Không chỉ có như thế, Tiểu Cáp cùng Tô Bạch cùng nhau ở tại hoàn toàn thể Susano cự nhân trên tráng hình thoi châu bên trong. Tiểu Cáp thân thể có chút tỏa sáng, làm cho cả giả thú chi nạn tản mát ra một cổ thân cận tự nhiên cảm giác. Chính là tiên thuật rắc ra. Tô Bạch tả hữu quan sát một chút, sau đó hài lòng gật đầu, đối Tiểu Cáp nói ra. Giả thú chi nạn tăng thêm tiên thuật. Gọi tiên pháp giả thú chi nạn rất hợp lý a à, Tiểu Cáp. Go, Tô Bạch lên. Tiểu cáp gầm rú một tiếng, tiếp tục cho hoàn toàn thể Susano cung cấp tiên thuật rác ra. U thành căn cứ thành phố bên ngoài, đất chết khu. Một tôn cao chừng ngàn mét sáng màu lam hoàn toàn thể Susano cưỡi tại cửu vĩ trên lưng. Nó hai cánh tay bên trong các cầm một thanh khổng lồ trường kiếm, đồng thời Susano ngay cả cửu vĩ đều bao trùm. Một người một thú, trên thân đều hất lên sáng màu lam khôi giáp, mười phần uy vũ, để lần thứ nhất nhìn thấy giả thú chi nạn, đám người đều rung động đây là hồ điệp thanh âm khô khốc trong lòng chấn động vô cùng ngươi đây là cái gì nhẫn thuật thuật danh tự a câu bạch nhìn chung quanh một chút tâm niệm vừa động susano cự người trường kiếm trong tay bên trên lập tức xuất hiện một viên màu đỏ sậm hình cầu bom vĩ thú hướng về phương xa bay đi oanh một tiếng vang thật lớn sau đó phương xa truyền đến chấn động to lớn cảm giác vô số các đá vẫy ra một tòa nguy nga okina biến mất Tô Bạch Tiểu Thí Ngưu Đao, rất hài lòng Susano cửu vĩ uy lực, tâm tình thật tốt phía dưới trả lời hồ điệp vấn đề. Thuật này gọi giả thú chi nạn, hoàn toàn thể Susano cùng cửu vĩ tổ hợp sử dụng những thuật. Giả thú chi nạn Hồ điệp nhìn xem phương xa cái kia kinh khủng bạo tạc mặt sắc mặt ngưng trọng. Rất mạnh nhẫn thuật, xác thực lợi hại. Bất quá. Nói đến đây hắn lời nói xoay chuyển. Bất quá nhẫn thuật của ngươi vẫn như cũ là phổ thông độn thuật, đối ta không có uy hiếp. Ha ha! Tô Bạch cười nhạt. Hắn vừa rồi thí nghiệm chỉ là thuần túy cửu vĩ cùng Susano lực lượng, nhưng không có gia nhập tiểu cấp tiên thuật trát ra. Giờ phút này Tôn, giả thú chi nạn là từ cửu vĩ, tiểu cáp, Tô Bạch ba cái cùng nhau thi triển. Trong đó Tô Bạch cung cấp nhãn lực, phụ trách triệu hoán hoàn toàn thể Susano. Mà cửu vĩ thì là phụ trách cung cấp lấy không hết, dùng mãi không cạn lượng lớn trát ra, phụ trách hỏa lực bao trùm. Cuối cùng tiểu cáp cung cấp tiên thuật, cải biến thuật uy lực cùng phá giải hồ điệp miễn dịch phổ thông nhẫn thuật năng lực. Tam vị nhất thể, mỗi người quản lý chức vụ của mình, không ảnh hưởng lẫn nhau. Tổ thành uy lực kinh người, giả thú chi nạn, cũng gọi giáp toàn chân thể Susano. Cái tên này Tô Bạch tạm thời không có ý định sửa lại, dù sao mình cùng cửu vĩ quan hệ cũng không được, quản nó khuất nhục không khuất nhục nếu có một ngày cửu vĩ có thể toàn tâm toàn ý thần phục cái kia tô bạch khả năng còn biết chiếu cố cảm thụ của nó đem giả thú chi nạn đổi thành giáp toàn chân thể susano hiện tại tô bạch ánh mắt nhìn về phía hồ điệp trận chiến đấu này nên kết thúc có uy hiếp hay không ngươi rất nhanh liền biết oanh tô bạch nói xong cửu vĩ tứ chi dùng sức chạy nhanh phóng tới hồ điệp rầm 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 Chân chính cửu vĩ chở đi hoàn toàn thể Susano chạy động tỉnh phi thường dọa người. Nó mỗi một bước đều để phương xa quan chiến trong lòng mọi người rung động, dưới chân tràn ngập chấn động to lớn cảm giác. Đây cũng chính là hồ điệp, đám người cảm thấy nếu là đổi lại mình, đối mặt tô bạch khủng bố như vậy tổ hợp nhẫn thuật chỉ sợ không cần chiến đấu liền đã khiếp đảm. Tô bạch thật là đáng sợ. Quan chiến hạ yên thì thào nói nhỏ. Bên người nàng, hạ chiến ánh mắt sốt ruột, Nhìn xem, giả thú chi nạn trên mặt lộ ra cuồng nhiệt biểu lộ. Muội muội ngươi thấy được a. Cái này mới là cấp cao nhất lực lượng a. Chúng ta nhất định phải mở ra thiên sinh nhãn, nếu không ở trước mặt loại sức mạnh này chúng ta phổ thông bạch nhãn đem không còn gì khác. Tô Bạch càng mạnh, liền càng đâm kích hạ chiến, kích thích hắn toàn lực truy tìm cao cấp nhất lực lượng. Nhưng mà Hạ Yên lại lắc đầu, không muốn cùng hắn thảo luận cái đề tài này, ở trong lòng yên lặng nghĩ đến thiên sinh nhãn. Loại này cần hy sinh tộc nhân thành tựu mình đồ vật ta mới không cần đâu. Cùng rung động hạ chiến hai huynh muội giống nhau, hạ tình tuyết cũng đang ngẩn người. Chỉ bất quá nàng không riêng rung động, đồng thời còn ở trong lòng hồi ức một phân thân tô bạch biến mất trước nói qua với nàng lời nói. Giờ phút này hạ hoàng không có chiến đấu, bồi tiếp nữ nhi cùng một chỗ quan chiến, trên mặt vẻ hài lòng càng ngày càng đậm, không tự chủ bật cười. Hiện tại tô bạch đã siêu việt hắn mong muốn, Loại độ cao này là hắn nằm mơ đều không có nghĩ qua. Lúc này, Hạ Tình Tuyết đột nhiên mở miệng. "Phụ thân, thế nào?" Hạ Hoàng cười nhìn về phía nữ nhi. Hạ Tình Tuyết trong mắt lóe lên một vòng do dự, "Chúng ta cự hình thiên sinh nhãn thật rất trọng yếu a." À. Nó hiện tại tự hồ vẫn còn một cái bán thành phẩm, thậm chí đều không có đạt tới bán thành phẩm trạng thái. Nếu như muốn hoàn toàn mở nó ra, còn không biết muốn hy sinh nhiều thiếu tộc nhân đâu chỉ sợ chúng ta hạ gia hết thảy mọi người đều kính dân ra sinh mệnh về sau cũng vô pháp mở ra a à? hạ tình tuyết nói ra hạ hoàng nghe xong hơi sững sờ cười nói làm sao nữ nhi bảo bối của ta sốt ruột đến sao cũng đúng hiện tại tô bạch càng ngày càng mạnh ngươi là hẳn là cảm giác được áp lực Hạ Hoàng giờ phút này còn tưởng rằng Hạ Tình Tuyết lo lắng trên thực lực trên lệch cùng Tô Bạch quan hệ sẽ càng ngày càng xa, an ủi nàng. Ngươi yên tâm đi, phụ thân sẽ nghĩ biện pháp để cự hình thiên sinh nhãn biến thành hoàn toàn thể. Coi như thực sự làm không được, chờ ngươi hoàn toàn hấp thu hết ở trong đó đại lượng nhãn lực về sau, cũng có thể trưởng thành là siêu việt tuyệt đại đa số cường giả tồn tại. Hạ Hoàng vừa cười vừa nói, sờ lên Hạ Tình Tuyết cái đầu nhỏ. Hạ Tình Tuyết nghe xong khẽ lắc đầu, thử thăm dò phụ thân nếu như ta nói là nếu như nếu như chúng ta dùng cự hình thiên sinh nhãn đến đổi một cường giả hứa hẹn cam đoan chúng ta hạ gia vĩnh thịnh không suy ngài biết nguyện ý a à. cường giả hứa hẹn hạ hoàng sửng sốt một chút sau đó hỏi nữ nhi ngươi làm sao lại nghĩ như vậy làm như vậy không phải lẫn lộn đầu đuôi đến sao thiên sinh nhãn đây chính là cấp cao nhất chiến lược một khi mở ra chúng ta hạ gia liền là mạnh nhất tồn tại, còn cần người khác bảo hộ. Liền lấy Tô Bạch tới nói, hắn hiện tại mạnh bao nhiêu ngươi cũng thấy đấy, nói là Lam Tinh đệ nhất cường giả cũng vì bất quá. Mà phụ thân một mực tin tưởng thiên sinh nhãn sẽ chỉ mạnh hơn hắn. Đây chính là lão thiên bang cho chúng ta bạch nhãn nhất tộc trân quý nhất bảo bối A, phụ thân liền là tử giả muốn bảo vệ tốt nó. Hạ Hoàng ánh mắt kiên định hạ tình tuyết nghe xong trong mắt lóe lên một vòng vẽ phức tạp thầm nghĩ trong lòng phụ thân xin lỗi rồi cự hình thiên sinh nhãn quá nguy hiểm nó liền là một cái thôn vệ tộc mạng sống con người ác ma chúng ta không nên vì nó nỗ lực quá nhiều a à. giờ phút này hạ tình tuyết yên lặng làm ra một cái quyết định nàng quyết định tiếp nhận một phân thân đề nghị tin tưởng lời hứa của hắn đem cự hình thiên sinh nhãn giao cho tô bạch Nàng rõ ràng làm như vậy Tô Bạch chắc chắn sẽ không tiếp nhận, nàng giải Tô Bạch. Đây cũng là một phân thân giấu giếm Tô Bạch nguyên nhân, hạ tình tuyết cũng có thể hiểu được một phân thân cách làm. Nàng thừa nhận, dạng này lựa chọn có đối Tô Bạch tình cảm ảnh hưởng ở bên trong. Bất quá hạ tình tuyết càng tin tưởng mình làm như vậy trọng yếu nhân tố, vẫn là từ tộc nhân an toàn kakuyu xuất phát. Nàng không hối hận. Tô Bạch, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ngươi hứa hẹn đâu. Hạ Tình Tuyết vẫy vẫy đầu, nghiêm túc nhìn về phía chiến trường, nàng đã làm tốt bị phụ thân trách cứ chuẩn bị. Chỉ là về sau nàng không nghĩ tới, Hạ Hoàng cũng không nghĩ tới. Bọn hắn nhất tộc chẳng những không có tổn thất hết, chí bảo tự hình thiên sinh nhãn, ngược lại còn nhân hỏa đắc phúc. Đương nhiên, đây đều là nói sao. Hiện tại Hạ Tình Tuyết chỉ muốn trợ giúp Tô Bạch vượt qua cái kia một đạo khảm. Cái kia một đạo một phân thân nói tới một khi vượt qua, bản thể đem vô địch tại lam tinh khảm tăng lên âm thuộc tính rầm 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 hoàn toàn thể susano cử cử vĩ cực tốc phóng tới hồ điệp tư thái cuồng giả lực áp bách kinh người một màn này để đông đảo niên gia trong lòng sinh ra không thể cùng là địch suy nghĩ tới tốt lắm hồ điệp hét lớn liền để ta nhìn ngươi cái này giả thú chi nạn rốt cuộc mạnh cỡ nào hắn hô hào phía sau cầu đạo ngọc bay tới trong tay biến thành một cây màu đen tích trượng, đón nhận giáp toàn chân thể Susano cự kiếm. Oanh! Vang dội binh khí đối kháng âm thanh truyền đến, hồ điệp vậy mà lấy nhỏ bé thân thể chặn lại giáp toàn chân thể Susano công kích, vững vàng tiếp nhận cự kiếm. Hừ, không gì hơn cái này. Hồ điệp cuồng ngạo, trong nháy mắt khôi phục tự tin. Tô Bạch, xem ra ngươi cái này đại gia hỏa cũng không có ta nghĩ mạnh như vậy a. À. Đừng nóng vội, đây là món ăn khai vị, trò hay ở phía sau. Tô Bạch cười nhạt. Hắn nhìn xem cùng mình kéo dài khoảng cách hồ điệp tâm niệm vừa động, giáp toàn chân thể Susano trong tay cự kiếm đặt ở cửu vĩ cái kia cự miệng rộng trước. Lập tức từng mai từng mai màu đỏ sậm, bom vĩ thú nhanh chóng hình thành, số lượng kinh người. Vĩ thú ngay cả ngọc. Sưu sưu sưu. Cửu vĩ tựa như một cái, súng máy, đối hồ điệp miệng bên trong nhanh chóng phun ra hơn 20 mai, bom vĩ thú, mỗi một cái đều uy lực kinh người. Cái này khiến hồ điệp chửi ầm lên. Cam, ngươi cái tên điên này. Tô Bạch cử động đem hắn giật nảy mình. Loại này quy mô bom vĩ thú, bình thường một viên hắn đều phải cẩn thận ứng đối, hiện tại số lượng thế mà cao tới hai mươi mấy cái. Có ngươi dạng này chiến đấu. Vĩ thú rác ra không cần tiền. Hồ điệp mặt sắc mặt ngưng trọng, hai cái cầu đạo ngọc nhanh chóng biến đổi hình dạng, thành vỏ trứng hình, đem hắn một mực bảo hộ ở bên trong. Hắn vừa làm xong những này, bom vĩ thú liền bay tới. Rầm rầm rầm. Kinh khủng tiếng nổ mạnh liên tục vang lên. Hồ điệp vị trí tầm mắt có thể thấy được phạm vi bên trong hết thảy vật thể đều hóa thành bột phấn, không còn có cái gì nữa. Lòng đất đại của dòng nước như cùng một cái đầu thủy long đạn phun về phía không trung. Đồng thời còn có nham tương, hòn đá các loại cùng nhau bay đến không trung lại rơi xuống, cái này đáng sợ tràn cảnh tựa như tận thế. Oanh! Bông vĩ thú liên tục bạo tạc như ba đêm u thành căn cứ thành phố, tứ xích dương trận, chấn động đến kịch liệt lắc lư. Cái này khiến bên trong mấy triệu ninja gia toàn đều biến sắc, chấn kinh tới cực điểm. Đây là ngày tận thế sao? Thật đáng sợ. Xong đời, Tô Bạch công kích quá kinh khủng, tiếp tục như vậy chúng ta sợ rằng sẽ bị hắn ngộ thương chí tử đó a. À? Hiện tại làm sao? chúng ta muốn từ bỏ căn cứ chạy trốn sao không được căn cứ thành phố không thể buông tha không phải chúng ta nhiều như vậy đồng bạn liền hy sinh một cách vô ích à. a đi nói cho tô bạch một tiếng để hắn khiêm tốn một chút a à. đông đảo ninja đều nhanh dọa ngất loại rung động này cảnh tượng hoành tráng bọn hắn nằm mơ đều không có mơ tới qua lúc này dương liễu mấy trong lòng người cười thầm thường nhị che miệng hì hì bọn gia hỏa này thật đúng là nhát gan, lo lắng của bọn hắn hoàn toàn liền là dư thừa mà. Liền là. Văn viện viện cũng tốt cười. Nàng nhìn một chút nơi xa hạ hoàng bên người một mặt bình tĩnh hạ tình tuyết, nhìn lại một chút cái nào đó ngẩn người tiểu nữ hài, tô tiểu tiểu, nói. Tình tuyết cùng tô bạch muội muội đều ở nơi này, hắn sẽ không để ý tới A. À. Nàng nói xong vừa nhìn về phía căn cứ thành phố tầng cao nhất, cái kia mấy tên cấp admin gia, phát hiện bọn hắn toàn đều trợn mắt hốc mồm, nhìn xem chiến trường nói không ra lời. Tô Bạch trưởng thành cũng quá nhanh nữa nha. Văn viện viện đập đi một cái miệng, tiếp tục quan sát trận này kinh thiên đại chiến. Trên chiến trường, hồ điệp thân ở vị trí đã thấy không rõ. Chỗ nào bị vĩ thú ngay cả ngọc bạo tạc sau nhất lên to lớn khói bụi che cản. Mọi người thấy cái kia tựa như tận thế tràn diện, ở trong lòng đặt câu hỏi. Hồ điệp đã chết rồi sao? hắn vạn nhất không chết vậy liền thật là đáng sợ a à. hồ điệp rất mạnh mạnh đến đã để đám người cảm thấy hắn giết không chết trình độ hiện tại tất cả mọi người đều học thông minh bọn hắn cũng không dám lại vọng tự suy đoán câu bạch đứng tại hoàn toàn thể susano trên tráng hình thoi trụ bên trong hai tay ôm ngực một mặt bình tĩnh nhìn trung tâm vụ nổ hồ điệp hẳn không có yếu ớt như vậy cầu đạo ngọc lực phòng ngự thế nhưng là rất mạnh đoán chừng ta ngay cả thân thể của hắn đều không có làm bị thương. Mặc dù vĩ thú ngay cả ngọc uy lực rất đáng sợ, cử vĩ cái kia gần như vô hạn trác ra lượng thi triển loại này kinh khủng nhẫn thuật rất nhẹ nhàng, không có một chút áp lực. Nhưng Tô Bạch vẫn như cũ cảm thấy hồ điệp có thể ngăn cản. Cầu đạo ngọc thế nhưng là âm dương độn sản phẩm, sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh nát. Âm dương độn. Ai? Hai tay của hắn kết ấn, tùy ý dùng ra một cái phong độn nhẫn thuật thổi tan nồng đậm khói bụi lộ ra lông tóc không hao tổn hồ điệp cũng không biết ta lúc nào mới có thể có được một đôi chân chính thuộc về mình Rinnegan a tô bạch ở trong lòng cảm thán vị thú ngay cả ngọc không có thương tổn đến hồ điệp hắn cũng không thất vọng cầu đạo ngọc nếu là như thế không chịu nổi ngay cả cửu vĩ bom vĩ thú cũng đỡ không nổi vậy hắn mới có thể thất vọng hắn rõ ràng đạt đến cầu đạo ngọc loại độ cao này về sau lực lượng liền trở nên có chút giống thế giới quy tắc phổ thông nhẫn thuật mạnh hơn cũng vô pháp đối với nó sinh ra tác dụng tiểu cấp nhìn phía xa hồ điệp mặt sắc mặt ngưng trọng cô bạch ta tiên thuật còn có thể để ngươi sử dụng ba lần vừa rồi công kích như vậy ngươi nên nắm chắc tốt ba lần a cô bạch trong mắt lóe lên một vòng tinh mang một cái chiến thuật trong nháy mắt hình thành đầy đủ ba lần cơ hội công kích Hắn cũng không tin một lần cũng không thể thành công. Mà chỉ cần thành công một lần, cái kia hồ điệp hẳn phải chết không nghi ngờ. Cửu vĩ trác ra quá to lớn, tất cả mọi người đều phải ứng phó cẩn thận. Vừa rồi loại kia tiêu hao rất lớn công kích cũng chính là cửu vĩ, tô bạch cảm thấy đổi lại mình. Khả năng ngay cả một cái như thế uy lực, bom vĩ thú đều không dùng được. Dù sao hắn hiện tại chỉ có hơn 6.000 thẻ trác ra, đây là trong cơ thể hư giả nhị vĩ cung cấp. Nếu như không có nhị vĩ, vậy hắn cảm thấy mình làm sao cũng không có khả năng cùng hồ điệp đánh tới loại trình độ này. Dưới mắt mỗi một lần công kích Tô Cô Bạch sử dụng đều là cửu vĩ lực lượng, chính hắn ngoại trừ nhãn lực đã không giúp được gì. Tranh thủ lần công kích sau kết thúc chiến đấu. Tô Bạch ánh mắt biến đổi, giáp toàn chân thể Susano phóng tới hồ điệp. Giờ phút này hồ điệp kinh hải không thôi, vạn phần cảnh giác. Hắn mặc dù chặn lại vĩ thú ngay cả ngọc, nhưng vẫn như cũ không dám xem thường. Hai cái cầu đạo ngọc không thể đồng thời sử dụng, nhất định phải lưu lại một cái tùy thời phòng ngự tiểu tử này công kích. Cửu vĩ lực lượng thật là đáng sợ, cũng không biết gia hỏa này là thế nào khống chế. Hồ điệp trong tay cầm màu đen tích trượng chợt thành dài, hung hăng vung mạnh hướng tô bạch, giáp toàn chân thể Susano. Thiên chỉu mâu chi kiếm. Sư. Một thanh màu đen hình dạng xoắn ốc cự kiếm anh đến, Tô Bạch thấy thế tâm niệm vừa động, Susano cự nhân trong hai tay hai thanh trường kiếm cùng nhau đón đỡ. Ken Một tiếng thanh thúy tiếng vang, hoàn toàn thể Susano bị một cổ cự lực quanh cánh tay đều biến hình. Nó ngồi xuống cửu vĩ càng là không chịu nổi, đột nhiên bị áp đảo, nằm trên đất. Lực lượng thật đáng sợ. Tô Bạch biến sắc, trong mắt nhãn lực tiêu hao. Hoàn toàn thể Susano một thanh chấn khai hồ điệp dùng cầu đạo ngọc biến hóa vũ khí, chủ động tiến công. Trống. Cửu vĩ nổi giận gầm lên một tiếng, ra sức bò lên, dơ lên móng vuốt phối hợp Susano cự nhân tiến công. Hồ điệp lần nữa sử dụng thiên chiểu mâu, ngăn lại một người một thú công kích. Ken ken ken. To lớn binh khí giao phong tiếng vang lên, tô bạch khống chế giáp toàn chân thể Susano cùng hồ điệp chiến đấu kịch liệt. Trong lúc nhất thời người này cũng không làm gì được người kia. Oanh, Susano cự nhân một kiếm phách không, đem đại địa bổ ra một đạo sâu không thấy đáy to lớn vết rách. Hồ Điệp thừa dịp Susano cự nhân thu chiêu, một viên màu đen cầu đạo ngọc hướng về Tô Bạch nhanh chóng bay đi, mắt thấy Tô Bạch không tránh kịp. Một màn này để xa xa đám người trong nháy mắt khẩn trương. Cầu đạo ngọc quy lực bọn hắn rõ như ban ngày, cùng nó tiếp xúc người bất luận mạnh yếu đều sẽ hóa thành hư vô. Cho lão phu chết. Hồ Điệp trống to, đại nhãn lực lượng tiêu hao màu đen cầu đạo ngọc tốc độ nhanh gần như thuấn di phi thường kinh người tô bạch thấy thế không chỉ có không hoảng hốt ngược lại khống chế susano cự nhân không có phòng ngự trường kiếm trong tay chợt bổ về phía hồ điệp đồng thời hắn mắt trái có chút trừng lớn đại nhãn lực lượng tiêu hao tụ tập bay tới cầu đạo ngọc chờ liền là ngươi ca mui sưu sưu màu đen cầu đạo ngọc phi hành tốc độ cao ngay tại nó sắp công kích đến tô bạch lúc nó bên cạnh không gian nhanh chóng vặn vẹo sau đó đột nhiên biến mất cầu đạo ngọc bị tô bạch chuyển di tiến vào ca mui không gian oanh lúc này susano cự người trường kiếm trong tay đánh trúng vào hồ điệp hồ điệp né tránh không kịp bị kiếm khí phách nửa người a à. hắn kêu thảm một tiếng cấp tốc cùng tô bạch kéo dài khoảng cách tô bạch thắng quan chiến qua long hưng phấn kêu to những người khác cũng là một mặt kích động. Nhưng mà còn không chờ bọn họ hưng phấn bao lâu, lại lại trầm mặt. Đám người chỉ gặp hồ điệp bên người nhanh chóng hình thành một viên cầu đạo ngọc tại vết thương của hắn bên trên trôi nổi. Ông ông! Hắn mất đi thân thể nhanh chóng mọc ra, đồng thời trong mắt mang theo sâu hận thù sâu, cắt cao nhìn chầm chầm xa xa tô bạch. Đáng chết, đáng chết! Đáng giận tiểu tử, ngươi vậy mà để lão phu kém chút chết. Thật là đáng chết! hồ điệp trống to, tô bạch có chút thở dốc. Nhãn lực tiêu hao quá lớn, phải nhanh một chút giải quyết hắn. Dùng lại lần nữa vĩ thú ngay cả ngọc đi, lần này phối hợp ca sử dụng. Hắn mắt phải khống chế cửu vĩ cùng Susano cự nhân công kích, mắt trái tụ tập hồ điệp. Trống. Cửu vĩ gầm thét, Susano cự người trường kiếm trong tay nằm ngang ở nó trước miệng, trong nháy mắt đại lượng bom vĩ thú hình thành. Lại là một chiêu này hồ điệp thấy thế cầu đạo ngọc nhanh chóng ở trước mặt hắn biến hình lần nữa hình thành vỏ trứng trạng đem hắn bao khỏa ngươi không đánh tan được phòng ngự của ta trong lòng của hắn lực lượng rất đủ đi qua lần trước công kích hắn đã xác định cầu đạo ngọc phòng ngự là vô địch ông ông hai cái cầu đạo ngọc một trong một ngoài chậm rãi đem cả người hắn bao khỏa ngay tại hồ điệp muốn triệt để bị bao khỏa trước hắn nhìn phía xa tô bạch trong lòng cười lạnh ngươi ca mui chỉ có thể chuyển di một lần, mà ta có hai tầng phòng hộ, đầy đủ. Hồ Điệp tự tin, biến mất, chỉ để lại một cái vỏ trứng. Xa xa Tô Bạch thấy thế, trên mặt lộ ra mỉm cười. Hồ Điệp, ngươi nhất định phải chết. Tô Bạch hai tay thành, nhâm tấn, phanh một tiếng phân ra một cái ảnh phân thân. Lúc này cửu vĩ chuẩn bị đã xong thành. Lần này công kích càng khủng bố hơn, nó trọn vẹn ngưng tụ hơn 50 mai bom vĩ thú. Sưu sưu sưu. Cửu vĩ trong miệng không gián đoạn phun ra từng mai từng mai màu đỏ sậm, bom vĩ thú, đánh trúng hồ điệp màu đen, vỏ trứng. Đồng thời tô bạch cùng ảnh phân thân, cùng nhau xuất thủ, hai cái ca mui, một trước một sau phát động. Đây đã là hắn trong mắt trái sau cùng nhãn lực, nếu như không thể giết chết hồ điệp, cái kia tô bạch liền muốn cân nhắc có phải hay không muốn chiến thuật tính rút lui. Quanh Cái thứ nhất, bom vĩ thú bạo tạc, quy lực kinh khủng nó tựa như một cái mồi dẫn lửa phía sau liên tiếp kinh khủng bạo tạc liên tiếp xuất hiện rầm 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 màu đen vỏ trứng chấn động mãnh liệt nhưng không có bị kích phá cái này khiến trong đó hồ điệp cười lạnh tô bạch ta nhìn ngươi bao nhiêu ít nhãn lực có thể khống chế cửu vĩ cùng susano hắn đang chờ đợi các loại tô bạch nhãn lực tiêu hao hầu như không còn ân đây là lúc này hồ điệp đột nhiên phát hiện nguyên bản biệt kính cầu đạo ngọc phòng ngự trong kết giới. Vậy mà xuất hiện ánh sáng. Nguy rồi. Hắn sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng triệt hồi phía ngoài cùng một tầng cầu đạo ngọc, tác dụng đến trên thân thể mình bảo hộ. Nhưng mà hắn vẫn là chậm một bước, ngoại giới tô bạch mắt trái đổ máu, nhãn lực điên cuồng tiêu hao. Ca Hắn cùng ảnh phân thân cùng nhau thi triển ca đem hồ điệp hai tầng phòng ngự tuyệt đối tầng tầng xé rách. Oanh, còn lại mấy chục mai, bom vĩ thú, cơ hồ trong nháy mắt bay tới, kinh khủng nổ lớn trọn vẹn tiếp tục một phút đồng hồ mới đình chỉ. Giờ phút này Tô Bạch hoàn toàn thể Susano chậm rãi tiêu tán, cửu vĩ trong mắt Mangekyo Sharingan đồ án biến mất, trở nên say mây, khôi phục bình thường. Trống Cửu vĩ khôi phục sau ý niệm đầu tiên liền là giết chết Tô Bạch. Nó dơ lên móng vuốt lớn, chụp về phía cái kia làm nó chán ghét nam nhân. Cho bản đại gia chết. Cửu Vĩ gầm thét, Tô Bạch ngẩng đầu ánh mắt đạm mạc nhìn xem nó, lạnh giọng mở miệng. "Cửu Vĩ, nếu như ngươi không muốn chết, vậy liền cho ta yên tĩnh ở lại." Giờ phút này Tô Bạch mắt trái Mangekyo Sharingan đổ máu, mắt phải màu tím Rinnegan có chút ảm đạm, nhìn lên đến rất suy yếu. Nhưng mà đây chính là loại này trạng thái hư nhược, nhưng hắn nhưng như cũ xem thường Cửu Vĩ, đang giận trên sân áp chế đối phương. "Cái gì? Ngươi cái này đáng giận nhân loại!" cửu vĩ do dự giơ lên móng vuốt lớn không có vỗ xuống nó nhớ tới trước đó bị mangekyo Sharingan khống chế lúc kinh khủng trong lòng không tự chủ cúi đầu hừ tô bạch lạnh hừ một tiếng nghiêng đầu đi không tiếp tục để ý cửu vĩ dạng như vậy một điểm cũng không có đem nó để vào mắt cửu vĩ khó thở đối tô bạch liên tục trống to nhưng cũng không dám có hành động lúc này tiểu cáp than nhẹ một tiếng nhảy đến cửu vĩ lông xù móng vuốt lớn bên trên Chó chủy liệt khai. Huynh đệ, bây giờ không phải là tính sổ thời điểm, ngươi cũng không nên làm ẩu A. À. Tiểu cáp hướng về trung tâm vụ nổ nổ biểu môi, nói tiếp. Nhìn, nơi đó càng kinh khủng hơn nửa đối thủ, hắn mới là địch nhân của chúng ta A. À. Cúc ngay. Cửu vĩ một thanh quan bay đi tiểu cáp, khinh thường nói, ai là huynh đệ với ngươi. Cái kia Rinnegan là địch nhân của các ngươi, không phải bản đại gia. Hắc hắc, đều như thế đều như thế. Tiểu cáp nhét miệng cười một tiếng, lại nhảy tới cửu vĩ trên móng vuốt. Hừ, sa vũ ngươi thật đúng là một đầu chó ghẻ. Cửu vĩ nhẹ hừ một tiếng, nhìn về phía hồ điệp vị trí, lần này không có đuổi đi tiểu cáp. Câu bạch một cái thuấn thân đi vào màn khói bên trong, hắn đã thấy kết quả. Ách! Màn khói bên trong, hồ điệp trên thống khổ. Giờ phút này thân thể của hắn chỉ còn lại có trên ngực, hai cái cầu đạo ngọc tung bay ở bên cạnh hắn, chính đang vì hắn khôi phục. Hắn nhìn thấy Tô Bạch sau ánh mắt lộ ra ngoan sắc, cầu đạo ngọc lập tức công kích. Tô Bạch đưa tay, mắt phải còn sót lại nhãn lực phát ra một cổ tương đối yếu ớt sức đẩy, đem cầu đạo ngọc bắn bay. Chính là thần la thiên chinh. Hồ Điệp, ngươi đã thua, đừng uổng phí sức lực. Hắn chậm rãi đi đến Hồ Điệp bên người, hai cái kia bị đẩy lùi cầu đạo ngọc lại xuất hiện, ngăn tại Tô Bạch trước mặt. U thành căn cứ thành phố, đất chết khu. Tô Bạch nhìn xem hồ điệp trước mặt biến mất lại xuất hiện hắc cầu, bình tĩnh nói. Cái này liền là của ngươi thủ đoạn. Có thể tùy ý chi phối cầu đạo ngọc. Hồ điệp có thể giải tán cầu đạo ngọc, cũng có thể một lần nữa ngưng tụ, chỉ bất quá số lượng sẽ không thay đổi, vẫn là hai cái. Điểm này hắn lúc trước liền phát hiện, cái viên kia bị ca mui bị chuyển dời đến dị không gian cầu đạo ngọc biến mất sau lại xuất hiện tại lam tinh không gian. Đúng, hồ điệp ngụm lớn thở dốc, trên mặt lộ ra một cái cười thảm, đây chính là cầu đạo ngọc đặc tính thứ nhất. Hắn nói xong dùng sức giật giật, để cho mình trôi nổi bắt đầu, cùng tô bạch nhìn thẳng. Cho dù giờ phút này hắn đã thua, nhưng nhưng như cũ bảo trì cường giả vốn có tư thái. Hắn không muốn thấp tô bạch một đầu. Tô bạch. Ngươi thắng, ta thua. Muốn giết cứ giết a. À. Hồ Điệp rất bình tĩnh, trên mặt nhìn không ra bất kỳ vẻ bối rối. Cô bạch nghe xong nhẹ gật đầu giết ngươi là khẳng định bất quá trước lúc này ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi hy vọng ngươi có thể vì ta giải thích nghi hoặc vấn đề ha ha lão phu đều phải chết ngươi cảm thấy ta sẽ nói hồ điệp chế giễu. tô bạch lắc đầu ngươi không nói ta cũng không quan trọng ta sớm muộn cũng sẽ hiểu rõ không vội tại cái này nhất thời a à. như thế rộng rãi hồ điệp nói tiếp đi cái kia liền nói một chút đi nhìn xem lão phu có hay không tâm tình trả lời ngươi. Tô Bạch nghe xong từ trong ngực xuất ra một cái trữ vật quyển trục. Trác ra đưa vào sau một viên to bằng nắm đấm trẻ con hạt châu màu đen xuất hiện, cùng cầu đạo ngọc giống nhau đến mấy phần. Hồ Điệp thấy thế con ngươi co rụt lại, trong mắt một vòng lửa nóng bị Tô Bạch bắt, cái sau hỏi. Ngươi hiểu rõ nó đúng hay không? Đương nhiên. Hồ Điệp lập tức trả lời, sau đó cảm thán một tiếng. Tô Bạch, ta thật thật hâm mộ ngươi. Vì cái gì? Ngươi rõ ràng cái gì cũng không biết, lại có được một kiện để mão chi giới đại tộc ở giữa đều có thể nhất lên sinh tử đại chiến bảo vật. Thật sự là người ngốc có ngốc phúc A, à, A. À. Hồ Điệp cười thảm, còn sót lại trên ngực không ngừng nhỏ xuống huyết dịch. Hắn loại trạng thái này rất ổn định, không có tiếp tục chuyển biến xấu, nếu như cho hắn thời gian chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Chỉ bất quá, thời gian này Tô Bạch sẽ không cho như vậy hồ điệp tiên sinh tô bạch trực tiếp ngồi trên mặt đất khôi phục nhanh chóng nhãn lực ngài thỏa mãn một cái ta tò mò a à, ta muốn biết thứ này là cái gì vì cái gì trân quý như vậy hạt châu màu đen vấn đề đã làm phức tạp hắn rất lâu dưới mắt hồ điệp liền là người biết chuyện tô bạch hy vọng hắn có thể cho mình giải thích nghi hoặc hắn nói tiếp đi hồ điệp mặc dù ngươi ta là đối thủ nhưng cũng không coi là cựu địch ta kỳ thật cũng không ghét ngươi chỉ bất quá ngươi ngăn tại ta mạnh lên trên đường ta nhất định phải khen qua đi mà thôi mạnh lên con đường hồ điệp nghe xong thì thào nói nhỏ biểu lộ phức tạp nhìn thiếu niên ở trước mắt một chút ngươi nói đúng chúng ta xác thực không tính cừu địch với lại lão phu cũng không ghét ngươi chính như lời ngươi nói ngươi chặn lại lão phu mạnh lên con đường nếu như không có ngươi hiện tại ta chỉ sợ đã đắc thủ tương lai coi như siêu việt thanh diệp nham cũng khó nói a à. Hồ Điệp nói xong, từ trong ngực xuất ra một viên hạt châu màu đen. Tô Bạch thấy thế con ngươi hơi động một chút, đây đã là hắn nhìn thấy quả thứ ba. Hồ Điệp nhìn xem hạt châu màu đen ánh mắt phức tạp. Có không bỏ, có tham lam, có cuồng nhiệt, bất quá nhiều nhất vẫn là một màn kia hối hận. Ai? Hắn thở dài một tiếng, đem hạt châu màu đen tiện tay ném Tô Bạch, cái sau vững vàng tiếp được. Cầm đi đi, đây là chiến lợi phẩm của ngươi. Đa tạ. Tô Bạch gật đầu, tiếp tục yên lặng nhìn xem hắn. Hồ điệp loại tính cách này người hắn kỳ thật thật bội phục, vì mạnh lên không từ thủ đoạn, thậm chí không tiếc hủy đi cả nhân loại. Tô Bạch tự hỏi mình cùng hồ điệp là có khoảng cách, làm không được hắn lạnh lùng như vậy vô tình. Để hắn giết một người có thể, giết một trăm người cũng được, không có bất cứ chút do dự nào. Chỉ bất quá điều kiện tiên quyết là đối phương trêu chọc mình. Nhưng nếu để cho hắn cùng hồ điệp dạng này Chỉ là vì mạnh lên liền hủy diệt cả nhân loại Cái kia Tô Bạch từ hỏi mình làm không được Đó cũng không phải hắn tán dương mình thiện lương Mà là hắn thật sự rõ ràng ý thức được Thường thường đứng tại đỉnh phong người đều là hồ điệp loại này Nhẫn tâm, người, lòng dạ đàn bà cuối cùng không thể thành sự Bất quá Tô Bạch mặc dù minh bạch Nhưng hắn không hối hận làm một cái lòng dạ đàn bà, người tối thiểu nhất làm người làm việc có thể không thẹn lương tâm, sẽ không nhận mình khiển trách. Hồ Điệp đem hạt châu màu đen ném ra về sau, phản phất bình thường trở lại. Khí thế của hắn trong nháy mắt chuyển biến, trở nên có chút cô đơn, phản phất lập tức già đi 10 tuổi. Hắn nhìn xem trước mắt mình mặc dù mặt phổ thông, bình tĩnh đối xử mọi người tô bạch, nhưng lại có thể thật sâu cảm giác được hắn trong xương cái kia một cổ phong mang tất lộ. Đó là đối thực lực của mình có tuyệt đối tự tin tín niệm lão phu sinh không gặp thời a hồ điệp cảm thán nếu như ta lúc trước có thể tại ngươi nhỏ yếu lúc liền phát hiện ngươi đồng thời giết chết ngươi tốt biết bao nhiêu ha ha cái này là không thể nào tô bạch cười cười khi đó ta nhưng không có hiện tại dạng này không sợ hãi làm mỗi một sự kiện đều cẩn thận từng ly từng tí đúng vậy a là cẩn thận từng ly từng tí cẩn thận đến để xích nguyệt đã mất đi cơ hội duy nhất hồ điệp nói tô bạch xích nguyệt a à, ta một cái thủ hạ không nói hắn hồ điệp tùy ý lắc đầu nhìn xem tô bạch trong tay hạt châu màu đen nói tiếp vẫn là nói một chút thứ này a à. nhưng mà hắn lời kế tiếp lại làm cho một mực rất bình tĩnh tô bạch kinh ngạc tô bạch ngươi không phải vẫn nghĩ không thông vì cái gì thanh diệp nham cùng chúng ta không tiếc phát động một trận diệt tộc chiến tranh cũng muốn để nó hấp thu trác ra trưởng thành a à. ta hiện tại có thể nói cho ngươi vì thứ này trả cái giá lớn đến đâu đều là đáng giá bởi vì nó là một cái thần thụ hạt giống hơn nữa là cao cấp nhất thần thụ hạt giống cái gì tô bạch kinh ngạc thần thụ hạt giống thần thụ không phải vĩ thú nhóm dùng trát ra tẩm bổ hình thành a cũng có thể người vì trồng ra đến hắn mặc dù đi bí cảnh lần số không nhiều nhưng cũng biết những tin tức này Bí cảnh bên trong thần thụ chỉ có tại vĩ thú căn cứ trung tâm mới có thể xuất hiện, chính là bởi vì những vĩ thú đó không giờ khắc nào không tại phát ra trác ra. Hồ Điệp nghe xong nhàn nhạt gật đầu. Ngươi nói cũng đúng, chỉ bất quá vậy cũng là cấp thấp thần thụ, liền xem như cấp A thần thụ trái cây cũng không bị thanh diệp nham loại kia cấp bậc cường giả để ở trong mắt. Câu bạch, chẳng lẽ ngươi liền không nghi hoặc, vì cái gì lão phu cùng ngươi chiến đấu đến hiện tại rõ ràng trác ra tiêu hao rất lớn, nhưng lại không tuyển chọn ăn thần thụ trái cây khôi phục A. Chính là bởi vì đến ta loại tình trạng này, thần thụ trái cây liền đã không có hiệu quả, bao quát cấp A. Hồ Điệp nói xong, cho tô bạch phổ cập khoa học dưới. Làm một cái ninja trắc ra lượng vượt qua 15 đuôi, tăng lên qua 15 tái sinh mệnh cấp độ về sau, thân thể của hắn liền đã miễn dịch chỗ có thần thụ trái cây hiệu quả. Mà lúc này đây ninja còn muốn nhanh chóng tăng thực lực lên đã không thể nào, chỉ có thể dựa vào thời gian chậm tích lũy từ từ chỉ bất quá cái kia là bình thường ninja mão chi giới lá xanh hắc diệp kaguya tam đại gia tộc lại có biện pháp đó chính là ngươi trong tay màu đen thần thụ hạt giống nó có thể đại lượng gia tăng ninja âm dương thuộc tính mà âm dương thuộc tính hồ điệp nói đến đây ánh mắt chầm chầm lấy thiếu niên trước mắt cái kia màu đỏ tươi mắt trái tô bạch người cái này Mangekyo Sharingan mở mắt người không phải không biết tầm quan trọng của bọn nó a. À? Đương nhiên biết. Tô Bạch gật đầu, ngươi nói tiếp. Âm thuộc tính có thể tăng lên nhãn lực, dương thuộc tính có thể tăng lên tố chất thân thể. Âm dương thuộc tính tăng lên tới cực hạn rất có thể tiến hóa làm âm dương độn, điểm này Tô Bạch làm sao lại không biết. Hồ Điệp ánh mắt đảo qua toàn bộ chiến trường, sau đó gật đầu. Đã lão phu cũng sắp chết cái kia sẽ nói cho ngươi biết những vật này đi, dù sao ngươi về sau sớm tối cũng sẽ tiếp xúc đến. Hắn chậm rãi mở miệng, đem ba loại thần thụ hạt giống đặc tính nói ra. Tô Bạch nghe xong, trong mắt lóe lên một vòng lửa nóng. Thần thụ hạt giống. Cái này thật đúng là là đồ tốt. Tô Bạch tại hồ điệp miệng bên trong biết được, thần thụ hạt giống cũng chia đẳng cấp, đẳng cấp càng cao hiệu quả càng mạnh. Từ thấp đến cao theo thứ tự là Kurenai, Hasin, đen ba loại. Màu đỏ thần thụ hạt giống, sử dụng sau mở ra hư giả Rinnegan, liền là Tô Bạch hiện đang sử dụng mắt phải. Loại này hư giả Rinnegan không chỉ có nhãn lực nhỏ yếu, còn không có cường lực nhãn thuật. Màu tím thần thụ hạt giống, sử dụng sau mở ra chân chính Rinnegan, liền là hồ điệp hiện tại cái này một đôi. Loại này Rinnegan là thật, Tô Bạch vừa mới nghe lúc còn có chút kinh ngạc. Chân chính Rinnegan yếu như vậy. Bất quá hồ điệp sau khi giải thích, hắn hiểu được Bắt đầu Rinnegan chính là muốn tăng lên tự thân âm dương thuộc tính. Mà hắn chỉ có một đôi chân chính con mắt, nhưng không có dùng qua màu tím thần thụ kết xuất trái cây, không có đạt được những này tăng lên. Tô Bạch một nghe rõ. Cái này giống trong nguyên tắc Nagato, cũng không thể đem Madara Rinnegan dùng đến cực hạn. Cũng giống Kakashi, dùng cả một đời Obito Kamui mắt vậy mà không biết ánh mắt của hắn cũng có thể tiến vào Kamui không gian. Cuối cùng vẫn là Madara vừa mới cướp đi liền có thể sử dụng, đây chính là người sử dụng thực lực bản thân trên lệch. Thực lực không đủ chỉ có bảo bối cũng không có thể phát huy ra nên có uy năng. Mà hồ điệp chỉ lấy được con mắt, lại không có tăng lên âm dương thuộc tính, tự nhiên cũng vô pháp đạt được lực lượng chân chính. Bất quá hồ điệp coi như ăn màu tím thần thụ trái cây cũng sẽ không tăng lên âm dương thuộc tính. Bởi vì màu tím thần thụ trái cây nguyên bản liền không có năng lực như thế. Mà màu đen thần thụ kết xuất trái cây thì là quý giá nhiều lắm. Nó không chỉ có thể mở ra chân chính Rinnegan, còn có thể sắp mở mắt người âm dương thuộc tính tăng lên tới một cái độ cao. Độ cao này có thể cho mở mắt người bình thường sử dụng Rinnegan, không cần lo lắng nhãn lực là duy nhất một lần, tiêu hao sau còn có thể khôi phục. Đây là màu tím thần thụ cùng màu đỏ thần thụ làm không được, cũng là nó chỗ trân quý nhất. Có thể nói như vậy, chỉ cần người sử dụng thân thể đạt tới có thể tiếp nhận màu đen thần thụ trái cây tình trạng, vậy hắn liền có thể một bước lên trời, thành vì cường giả chân chính. Hồ Điệp nói đến đây, nhìn chầm chầm Tô Bạch một chút. Tô Bạch, thanh diệp nham thực lực ngươi cũng đã gặp qua, hắn liền là sử dụng màu đen thần thụ trái cây mở mắt. Với lại ta có thể nói cho ngươi, hắn sử dụng không chỉ có một viên. Căn cứ ta nhiều năm như vậy tận lực bộ hắn, lấy được tin tức suy đoán, lúc trước hắn chí ít sử dụng ba cái. Mà cái này, cũng chính là hắn cường đại vốn liếng. Hắn nhãn lực mênh mông như biển, ngươi tại không có đạt được một viên chân chính màu đen thần thụ trái cây trước tốt nhất đừng đi mão chi giới. a, à, ngươi hảo tâm như vậy. Tô Bạch kinh ngạc. Hồ Điệp nghe xong cười thảm một tiếng, không cần nhiều tâm, ta là thật đang nhắc nhở ngươi. Mặc dù ta bại bởi ngươi, nhưng ta cũng không hận ngươi, mọi người chỉ là lập trường khác biệt thôi. Mà Thanh Diệp Nham thì là chân chính dị giới người, mục tiêu của hắn liền là thu thập chúng ta cái này một giới tất cả trác ra đến thành tựu mình. So sánh dưới, ta càng hy vọng người này là ngươi a. Hồ Điệp cảm thán, ánh mắt lộ ra hâm mộ. Tô Bạch, hiện tại Lam Tinh đã là ngươi hậu hoa viên, ngươi có thể thỏa thích thu hoạch bọn hắn. Thanh Diệp Nham tính toán qua, nếu như đem trọn cái Lam Tinh tất cả trác ra đều thu thập bắt đầu, kém như vậy không nhiều đầy đủ tạo nên một viên màu đen thần thụ đây cũng là hắn vì cái gì như thế chấp nhất không tiếp dốc hết vốn liếng cũng muốn thành công nguyên nhân màu đen thần thụ hạt giống bọn hắn nhất tộc cũng không có nhiều ít liên tiếp mất đi hai cái ha ha đủ hắn thanh diệp nham thịt đau rất lâu dạng này tô bạch nghe xong gật đầu dựa theo ngươi ý tứ hiện tại ta là màu đen thần thụ hạt giống nhiều nhưng lại chỉ có thể nuôi dưỡng một cái là a đúng hồ điệp khẳng định cái này không chỉ có là ngươi lúng túng phương Mão chi giới tam đại tộc cũng là như thế. Ngoại trừ truy tìm nhục thể cường độ Kaguya nhất tộc chủ động từ bỏ nhãn lực, toàn lực tăng lên thân thể bên ngoài. Lá xanh cùng hắc diệp nhất tộc đều là cân đối phát triển, bọn hắn càng cần hơn hoàn toàn trưởng thành màu đen thần thụ trái cây. Theo thanh diệp nham trong lúc vô tình lộ ra tin tức, Lam Tinh đã không phải là cái thứ nhất bị mão chi giới rác ra xâm lấn thế giới, trước lúc này bọn hắn đã thu hoạch được mấy cái thế giới rác ra sinh mạng thể mỗi khi bọn hắn phát hiện thế giới mới liền sẽ trước bỏ mặt phát triển, các loại thời cơ chính mùi lại thu hoạch. Nguyên bản Lam Tinh cũng không thể tránh né loại này vận mệnh, ai biết ra ngươi dạng này một cái Mangekyo Sharingan mở mắt người. Sharingan tác dụng phụ liền ngay cả lá xanh nhất tộc cũng không thể không nhìn, rất đáng sợ. Lão Phu không biết ngươi là thế nào kháng trụ loại này phản vệ, với lại ngươi nhãn thuật còn mạnh như vậy, so với Rinnegan đều không yếu, thật là một cái khác loại. Hắn tiếng nói vừa ra, Tô Bạch cười nhạt một tiếng. Hắn tự nhiên biết Hồ Điệp ý tứ. Trận chiến đấu này nếu như không có Camu chi lực, xé rách, cầu đạo ngọc, phòng ngự, vậy hắn thật đánh không lại Hồ Điệp. Dù sao cả hai trác ra lượng cùng nhãn lực đều trên lệch rất lớn. Hồ Điệp cũng không phải chiến đấu Tiểu Bạch, kinh nghiệm chiến đấu của hắn rất phong phú, tự nhiên không tồn tại lật xe khả năng. Bất quá bây giờ kết quả đã định, được làm vua thua làm giặc hồ điệp cũng sẽ không cầu xin tha thứ hắn biết nói cái gì đều vô dụng tô bạch sẽ không bỏ qua cho chính mình điểm này không thể nghi ngờ tới đi ngươi động thủ đi hồ điệp nên nói đều nói rồi ném xuống trong tay từ cầu đạo ngọc biến hóa màu đen tích trượng sắc mặt bình tĩnh lão phu tung hoành cả đời cũng đủ vốn tô bạch ngươi ra tay đi tốt tô bạch gật đầu mắt trái tụ tập đầu của hắn ngay tại hắn dự định phát động ca mui triệt để kết thúc cái này đối thủ đáng sợ lúc, Hồ Điệp đột nhiên mở miệng. "Chờ một chút." "Ân, ngươi có cái gì không bỏ xuống được người cùng nguyện vọng a, chỉ cần không quá phận ta đều có thể đáp ứng ngươi." Tô Bạch hỏi, Hồ Điệp người này hắn cũng không ghét. PS: Bất tri bất giác đã 900.000 chữ, gần nhất thành tích càng ngày càng kém, đã không cách nào duy trì sinh sống. Từ hôm nay trở đi Tiểu Ung muốn lui hóa thành hai canh thú, muốn chuẩn bị sách mới, muốn trước giải quyết bụng vấn đề. Mọi người yên tâm, Tiểu Ung sẽ không bỏ sách, chỉ không cần không đói chết vẫn đổi mới, chỉ bất quá muốn giảm canh một duy trì sinh sống. Cuối cùng, cho mọi người dập đầu xin lỗi, Tiểu Ung một có thể kiên trì ở, bại bởi sinh hoạt. Phanh phanh. Không bỏ xuống được người. Hồ Điệp nghe Tô Bạch lời nói sau lắc đầu những cái kia nhàm chán tình cảm lão phu tại sao có thể có ta chỉ là muốn đạt được ngươi một cái trả lời ngươi đến cùng có thể hay không thu hoạch lam tinh bên trên trác ra để cho mình mạnh lên sẽ không tô bạch không chút do dự ai ta liền biết ngươi sẽ làm như vậy hồ điệp cảm thán giờ phút này trong lòng của hắn rất hối hận lúc trước không có nghe đề nghị của xích nguyệt dùng tô bạch người nhà đi uy hiếp hắn lão phu không có vấn đề ngươi động thủ đi Ân. Tô Bạch gật đầu, trực tiếp giữ lại hồ điệp một đôi Rinnegan. Hồ điệp không có bất kỳ cái gì động tác, không trên một tiếng, yên lặng chờ chết. Ngươi thật đúng là không phản kháng. Phản kháng hữu dụng a. Tô Bạch kinh ngạc, hồ điệp một đôi mất đi con mắt lỗ thủng không ngừng chảy máu, rất bình tĩnh. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu. Tô Bạch xuề bàn tay ra, đại lượng hào quang màu bích lục chợt hiện, đặt ở hồ điệp trên vết thương trong thân thể của hắn trắc ra nhanh chóng tiêu hao, chính là trưởng tiên thuật. Ông ông. Hồ điệp vết thương khôi phục nhanh chóng, mất đi thân thể chậm rãi mọc ra. Ngươi đây là. Muốn thả qua ta. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn cho ngươi lưu lại toàn thây, ngươi dạng này cường giả nên đãi ngộ này. Ha ha, ngươi thật đúng là thiện tâm a. À. Hồ điệp cười thảm, bất quá vẫn là đa tạ. Không tạ. Sau 10 phút, hồ điệp thương thế hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp ngoại trừ không có Rinnegan nê gan bên ngoài hắn từ trữ vật quyển trục bên trong xuất ra một thân kim bào sau khi mặc vào khí thế phản phất lại khôi phục lúc trước đối tô bạch bình tĩnh nhẹ gật đầu thua với ngươi đối thủ như vậy lão phu cũng coi như đủ hài lòng lên đường đi thể diện một điểm ân ừ. giờ phút này hai người phản phất không phải là đối thủ mà là bằng hữu nhiều năm đều rất bình tĩnh lại 10 phút đồng hồ. Tô Bạch nhìn trên mặt đất mất đi sinh mệnh khí tức hồ điệp, cảm thán một tiếng. Kết thúc, lần này rốt cục có thời gian tu luyện tiên thuật cùng hoàn thành nhiệm vụ A. Trải qua mấy ngày nay, hắn cảm giác mình một mực bị nguy cơ đẩy đi, đều không có lựa chọn cơ hội. Không phải cùng thanh diệp nham tượng chuyển phân thân đối kháng, liền là bắt cửu vĩ, một điểm thuộc tại thời gian của mình đều không có. Hiện tại hồ điệp đã chết, hết thảy đều hết thảy đều kết thúc, Hắn rốt cuộc có thể trở lại quỹ đạo chính. Làm Tô Bạch đem Hồ Điệp thi thể thu vào trữ vật quyển trục, trở lại căn cứ thành phố giao cho Triệu Hoành Hiên sao? Tất cả mọi người mới phản phất đại mộng mới tỉnh, kích động cùng đồng bạn bên cạnh nhóm thảo luận. Này uy, ta không phải đang nằm mơ chứ? Hồ Điệp đáng sợ như vậy cường giả thật chết. Không phải là mộng, là hiện thực. Hồ Điệp chết rồi, Tô Bạch thắng. Ha ha ha, cuối cùng kết thúc a trận này đáng sợ chiến tranh cuối cùng kết thúc đúng vậy a à, với lại chúng ta đều còn sống cái này mới là may mắn nhất đó a à. đông đảo thượng nhẫn nên gia nhóm kích động cảm thán nước mắt đều đi ra triệu hoành hiên tiếp nhận tô bạch đưa tới quyển trục gật gật đầu ta minh bạch hắn là một cường giả ta sẽ cho hắn một cái phù hợp thân phận tang lễ hồ điệp mặc dù có tội nhưng bây giờ người đã chết với lại hắn cũng không có khiến nhân loại tạo thành không thể nghịch tổn thương tương phản chính là bởi vì hồ điệp muốn phục sinh ngoại đạo ma tượng cơ hồ đem tất cả cấp ép ma thú đều hiến tế cái này cũng dẫn đến hiện tại ma thú các liên quân rắn mất đầu lại thêm tô bạch một chiêu super địa bột thiên tinh tiêu diệt hơn phân nửa ma thú may mắn còn sống sót các ma thú đã triệt để sợ tè ra quần cũng không dám lại công kích loài người giờ phút này bọn chúng liền liền chạy trốn dũng khí đều không có đi theo hai đầu cấp ép ma thú ám ảnh tượng diễm nhật hùng sau lưng yên lặng chờ đợi tô bạch đối bọn chúng thẩm phán tô bạch nghe xong gật gật đầu làm phiền ngài triệu hoành hiên lập tức khoát tay không phiền phức việc rất nhỏ hắn nói xong ánh mắt nhìn về phía nơi xa nơi đó là hồ điệp bỏ mình địa phương giờ phút này nơi đó đứng vững một tôn cao chừng ngàn mét quái vật ngoại đạo ma tượng đúng tô bạch vật kia ngươi định xử lý như thế nào ngoại đạo ma tượng ta Tô Bạch quay đầu nhìn thoáng qua, nói tiếp. Các ngươi tạm thời trước không nên động nó, chờ ta biết rõ nó hết thảy lại nói. Ngoại đạo ma tượng từ khi hồ điệp sau khi chết liền từ trong thân thể của hắn phóng xuất ra. Nó sau khi ra ngoài một mực ngây người tại nguyên chỗ, không có bất kỳ cái gì động tác. Nó tự hồ không có thần trí, chỉ là một cái đề tuyến con rối, nhận hồ điệp tri nê gan khống chế. Lúc này Tô Bạch đối thứ này hoàn toàn không biết gì cả năng lực của nó, hấp thu nó tác dụng phụ các loại đều không hiểu rõ, cũng không dám tùy tiện đem nó thu vào ca môi không gian. Như vậy đi, viện trưởng ngài an bài mấy cái tin anh thượng nhẫn ninja dùng tứ xích dương trận phong bế hắn, ta lại lưu lại một cái phân thân trong giữ, hẳn là liền vạn vô nhất thất." Tô Bạch nói ra. "Tốt." Triệu Hoành Hiên lập tức làm theo, bắt đầu an bài. Lúc này cùng Tô Bạch quen thuộc một số người, Qua Long Chương đông bọn hắn dựa vào tiếng lên đây, nhao nhao hiếu kỳ dò xét hắn. Hiện tại Tô Bạch để bọn hắn cảm thấy đến rất lạ lẫm, cảm giác cùng mình hoàn toàn là người của hai thế giới. Nhất là là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Bạch toàn lực xuất thủ Tô Tiểu Tiểu, trong nội tâm nàng lại là kiêu ngạo lại là sùng bái, con mắt đều hiếp lại. Ca ca thật sự là quá lợi hại nữa nha. Tô Tiểu Tiểu ôm chặt Tô Bạch cánh tay, vui cười. Tô Bạch tức giận vỗ một cái đầu nhỏ của nàng, đừng nghĩ dựa vào nũng nịu lừa dối quá quan một hồi trở về xem ta như thế nào thu thập ngươi a à a à, người ta biết nữa nha thật sự là chán ghét hừ tô tiểu tiểu hất đầu cũng không e ngại tô bạch uy hiếp lúc này triệu hoành hiên đã sắp xếp người đến trông coi ngoại đạo ma tượng hắn lại hỏi tô bạch hiện tại hồ điệp đã chết tổ chức của hắn làm sao bây giờ hồ điệp tổ chức tùy tiện một cái thượng nhẫn ninja gia đều nghe nói qua bọn hắn thậm chí tiếp xúc qua, đó là một cái xú danh chiêu lấy, nhưng nhưng thực lực cường đại dị thường tổ chức. Nói liền ngay cả hai đại công hội cùng liên bang chính thức đều muốn cho ba phần mặt mũi, thế lực có bao nhiêu khổng lồ không cần nói cũng biết. Giờ phút này Triệu Hoành Hiên cũng không dám tự ý quyết định. Hồ Điệp trước khi chết cùng Tô Bạch thảo luận một hồi lâu, đám người cũng không biết bọn hắn nói thứ gì. Bất quá từ hai người trên thái độ nhìn, bọn hắn tự hồ nói chuyện. Rất vui sướng. Chẳng lẽ Hồ Điệp cùng Tô Bạch đạt thành thỏa thuận gì? Tỷ như chiếu cố tổ chức của hắn cái gì? Triệu Hoành Hiên nghĩ thầm, loại chuyện này vẫn là để Tô Bạch tự mình làm quyết định tốt. Nhưng mà, Tô Bạch hắn sau không có chút gì do dự, chỉ nói là ra một chữ. Dết! Dết! Triệu Hoành Hiên giật mình, liền vội vàng hỏi, đều. Dết! Đúng! Tô Bạch trong mắt lóe lên một vòng lãnh sắc, toàn đều dết, một tên cũng không để lại. Hắn nhớ tới mình nào sẽ còn nhỏ yếu, không có mở ra Mangekyo Sharingan lúc, kém chút bị băng miêu cùng tuyệt thử giết. Nếu không phải vạn gấp phía dưới đã thức tỉnh Mangekyo Sharingan, mở ra ca mui mắt, cái kia kết cục là cái gì liền không nói được rồi. Cái này. Triệu Hoành Hiên do dự, hắn thử thăm dò, tô bạch, người khả năng đối hồ điệp tổ chức không hiểu rõ. Theo lão phu nhiều năm tình báo nhìn, cái tổ chức này nói ít có mấy ngàn người, đồng thời trong đó phần lớn đều là thượng nhẫn niên toàn đều giết có thể hay không quá. Quá kích. Nếu như những này thượng nhẫn niên có thể bị chúng ta sử dụng, đây chính là một cổ không thể coi thường lực lượng A. Mặc dù lần này đại chiến tham chiến thượng nhẫn ninja rất nhiều, có mấy trăm ngàn. Nhưng những người kia cùng triệu hoành hiên chính bọn hắn bồi dưỡng thượng nhẫn ninja không giống nhau bọn họ đều là bị áp lực ở bên ngoài bức bách mới tạm thời nghe theo chỉ huy. Những người này đại bộ phận đều là các gia tộc mình bồi dưỡng lực lượng, chỉ nghe lệnh của bọn hắn hiệu lực người. Triệu Hoành Hiên nghĩ thầm, hồ điệp tổ chức sai trước đây, hắn coi như dùng vũ lực đi bức bách những cái kia thượng nhẫn niên gia cho mình hiệu mệnh cũng có thể từng nói đi, sẽ không khiến cho các đại gia tộc cường lực bắn ngược. Nếu như đều giết, đây không phải làm không được, mà là để hắn cảm giác rất đáng tiếc, rất lãng phí giết tô tiểu tiểu nghe xong cũng là cả kinh. nàng rung giọng nói, ca, đây chính là mấy ngàn cái nhân mạng, ngươi thật đều muốn giết. đúng, đều giết. tô bạch rất khẳng định. hắn nói xong nhìn về phía tô tiểu tiểu. muội muội ngươi nhớ kỹ, người không phạm ta ta không phạm người. ngươi không nên tùy tiện đắc tội với người. bất quá nếu là bởi vì không thể kháng cự nguyên nhân đắc tội đối thủ. vậy ngươi nhất định phải phải nhổ cỏ tận gốc làm cho đối phương không còn có bất luận cái gì có thể uy hiếp đến ngươi khả năng. Ta hôm nay ở chỗ này giết chết Hồ Điệp, ai có thể bảo chứng tổ chức của hắn không có tử trung tại hắn người. Những người này ca ca không sợ, bọn hắn liền là luyện thêm 100 năm cũng không gây thương tổn ta mảy may. Nhưng ta không sợ ta người bên cạnh sợ, ta không thể mạo hiểm đem hy vọng ký thác tại bọn hắn không dám trả thù trong lòng, cho nên chỉ có thể để bọn hắn không có bất kỳ cái gì trả thù khả năng mới được a. À. Tô Bạch nói xong, trong mắt lãnh sắc nồng đậm, để Tô Tiểu Tiểu rùng mình một cái. Ca. Ta, ta nhớ kỹ. Giờ khắc này, Tô Bạch lời nói thật sâu chiếu vào trong nội tâm nàng, để nàng ký ức khắc sâu. Triệu Hoành Hi nghe xong không nói gì nữa, lập tức hạ lệnh. Tô Bạch hài lòng gật đầu, mở miệng. Viện trưởng, nếu có phiền phức có thể nói với ta, ta sẽ ra tay giải quyết. Ha ha, phiền phức. Triệu Hoành Hiên tự tin cười một tiếng. Tô Bạch A, trước kia Hồ Điệp còn sống lúc chúng ta là để hắn ba phần, đối tổ chức của hắn không thể làm gì. Nhưng bây giờ hắn đã chết, xử lý một cái mất đi thủ lĩnh tổ chức đối tại chúng ta những lão gia hỏa này tới nói đơn giản đến cực điểm A. Triệu Hoành Hiên cười to. Đường Trạch cùng Tả Văn Quang còn có những trụ sở khác thành phố ba cái cấp S ninja toàn đều cười gật đầu, liên xưng giao cho bọn hắn, Câu Bạch gặp đại sự đều đã làm không sai biệt lắm, chuẩn bị trước về nhà một chuyến nhìn một chút phụ mẫu. Về sau bắt đầu tăng thực lực lên, vì đi mão chi giới làm chuẩn bị. Bất quá trước khi đi, hắn từ trong ngực lấy ra một viên hạt châu màu đen. Triệu Hoành Hiên mấy người sau khi thấy được con ngươi đột nhiên rụt lại, lẫn nhau giao thế dưới ánh mắt. Là vật kia. Năm cái cấp ép cường giả kinh hải. Hồ Điệp phát phát động chiến tranh cũng là bởi vì nó thần thụ hạt giống cái này mai màu đen thần thụ hạt giống chính là tô bạch từ thanh diệp nham tượng chuyển phân thân trong tay giành được nó đã hấp thu hải ngoại mấy cái căn cứ thành phố đại lượng trát ra tô bạch không biết nó còn kém nhiều thiếu trát ra lượng mới có thể trưởng thành thần thụ bất quá đã muốn bồi dưỡng vậy khẳng định muốn từ tiếp cận nhất thành thục cái này một viên bắt đầu sưu màu đen thần thụ hạt giống bị hắn ném đến trên bầu trời vững vàng phiêu phù ở nơi đó nhanh chóng hấp thu trên chiến trường còn sót lại trát ra. Những này trát ra có nhân loại, cũng có ma thú, trong đó các ma thú trát ra là chủ lực. Dù sao trận chiến đấu này ninja không có tử vong nhiều ít, toàn bộ chiến trường bên trên phóng tầm mắt nhìn tới cơ hồ đều là thi thể của ma thú. Ông ông! Màu đen thần thụ hạt giống đem tất cả còn sót lại trát ra hóa thành từng tia từng tia dây nhỏ, nhanh chóng hấp thu. Một màn này phi thường kinh người, chỉ bất quá có thể nhìn thấy người không nhiều. Ngoại trừ tô bạch chính hắn, liền là có được bạch nhãn người hạ gia. Hạ Hoàng nhìn xem một màn quỷ dị này, trong lòng cảm thán. Đây mới thật sự là cường giả A. Tô bạch loại này không kiên nể gì cả, không chút nào lo lắng có người sẽ đối với hắn, bảo vật, động tâm tự tin, để Hạ Hoàng trong lòng sinh ra to lớn trên lệch cảm giác. Bọn hắn hạ gia mặc dù danh xưng dương thành thứ nhất đại tộc, ngày bình thường hô phong hoáng vũ không ai có thể ngăn cản nhưng cũng không dám như thế trương dương đem thiên sinh nhãn bảo mật rất tốt hạ hoàng biết một khi tự mình có được thiên sinh nhãn tin tức bại lộ như vậy tuyệt đối sẽ có diệt tộc uy hiếp mà tô bạch cái này khiến hắn cảm thấy mới thật sự là cường giả coi như bại lộ bảo vật cũng không có bất kỳ người nào dám sinh ra cướp đoạt suy nghĩ màu đen thần thụ hạt giống hấp thu ước chừng 5 phút đồng hồ Đến lúc cuối cùng một tia trác ra bị hấp thu sạch sẽ về sau, nó mặt ngoài trở nên càng thêm bóng loáng xinh đẹp. Với lại nó bên trong ẩn chứa cái kia khổng lồ đến đáng sợ trác ra lượng là một cái ninja liền có thể cảm nhận được, rất đáng sợ. Đám người cảm thấy, của lực lượng này nếu như có thể bị bàn tay mình nắm, như vậy siêu việt tô bạch cũng là dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá đám bọn hắn mặc dù lòng giả biết rõ, nhưng cũng không dám biểu hiện ra cái gì dị dạng với lại phần lớn người thậm chí đều áp chế mình nội tâm hiếu kỳ, không dám nhìn chằm chằm màu đen thần thụ hạt giống nhìn quá lâu. Sinh sợ làm cho Tô Bạch hiểu lầm. Trên mặt đất, Tô Bạch đối thần thụ hạt giống vẫy tay một cái, một cổ hấp lực xuất hiện. Cái sau lập tức bay đến trong tay hắn, bị hắn cất vào trong ngực. Đáng tiếc nhiều như vậy đồ tốt. Hắn nhìn xem trên chiến trường vô tận lại khổng lồ đông đảo ma thú thi thể, cảm thán một tiếng. Ma thú thi thể sở dĩ quý giá, có thể tăng lên ninh gia tố chất thân thể, cũng là bởi vì chất thịt bị rác ra tẩm bổ, tràn đầy năng lượng. Mà giờ khắc này bọn chúng tất cả rác ra đều bị màu đen thần thụ hạt giống sau khi hấp thu, đã kinh biến đến mức cùng phổ thông giả thú không có gì khác biệt, tự nhiên cũng liền đã mất đi giá trị lợi dụng. Triệu Hoành Hiên gặp Tô Bạch tiếc hận, cho là hắn không nở những ma thú này giá trị, ngay cả vội vàng nói, Tô Bạch, ngươi đừng lo lắng. Mặc dù liên bang chính thức có quy định, chỉ có còn sống nên gia dùng ma thú thi thể mới có thể trao đổi ban thưởng. Nhưng ngươi cống hiến mọi người rõ như ban ngày, ngươi coi như không có những vật này chúng ta cũng sẽ cho ngươi tính toán. Chỉ bất quá ngươi cống hiến quá lớn, đã vượt ra khỏi dự tính của chúng ta, cụ thể cho ngươi nhiều thiếu ban thưởng cho chúng ta mấy cái trở về thương lượng một chút. Hắn nói xong, bốn cái cấp ép cường giả lập tức phụ họa. Những người khác mặc dù bị tô bạch cướp đi ban thưởng, trong lòng có chút không cam lòng. Bất quá bọn hắn cũng biết mình là bị Tô Bạch cứu được. Nếu như không có hắn nhóm người mình đừng nói phần thưởng, có thể hay không còn sống đều là ẩn số. Nhưng người đều là có tham lam, có thể nghĩ thông suốt không có nghĩa là liền sẽ không sinh ra cái này loại tâm lý. Chỉ bất quá đám bọn hắn lý trí chiến thắng dục vọng. Tô Bạch lấy đi tất cả, đồ vật bọn hắn cảm giác đúng lẽ thường ứng làm, một có bất kỳ không ổn nào. Ai một tên thượng nhẫn ninja nhìn xem trên chiến trường những cái kia đã chết đi đồng bào, cùng bên người đồng bạn cảm thán một tiếng. Chỉ là đáng tiếc bọn hắn, chết quá sớm a. À. Đúng vậy a, à, mạng của bọn hắn quá kém. Đồng bạn của hắn cũng nói, quái liền trách bọn họ vận khí không tốt, không có chờ đến Tô Bạch a. À. Hai người thở dài, sợ run. Bọn hắn chỉ là đại đa số người một cái ảnh thu nhỏ, nghĩ như vậy người không phải số ít. Triệu Hoành hiên hỏi, Tô Bạch làm như vậy ngươi còn hài lòng không tô bạch lắc đầu triệu hoành hiên trong lòng căng thẳng ách ngươi còn có cái gì yêu cầu nói hết ra chúng ta có thể thỏa mãn tận lực cân nhắc hắn coi là tô bạch ghét bỏ nhóm người mình cho ra ban thưởng ít có chút long đong nhưng mà tô bạch câu nói tiếp theo lại làm cho hắn sửng sốt viện trưởng phần thưởng của ta hồ điệp đã đã cho các ngươi nếu như còn muốn thưởng ta vậy liền đem những cái kia ban thưởng phân cho những người khác đi nhất là những cái kia người đã chết tô bạch vừa dứt lời đám người nhao nhao cảm thấy ngoài ý muốn tô bạch nói tiếp bọn hắn bỏ ra sinh mệnh cũng nên đạt được bằng nhau đãi ngộ hắn nói xong mang theo tô tiểu tiểu xoay người rời đi lưu lại một mà kinh ngạc đám người đám người không nghĩ tới tô bạch đã vậy còn quá rẻ làm người hắn vốn có thể toàn bộ lấy đi ban thưởng nhưng lại bỏ được từ bỏ cái này tự hồ cùng hắn này thường bá đạo tính cách không hợp a à. nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha